Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 1201, Ngũ Diệu Kim Thân 1. Vừa rồi ngón tay hắn đã tiếp xúc với bản Ngũ Diệu Kim Thân này, thư viện đã tạo ra nội dung, đối với hắn, chuyện nhìn hay không nhìn cũng không sao cả. Vốn hắn cho rằng, quyển thư tịch này có cấp bậc cao như vậy, nhất định sẽ càng thâm ảo. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vừa mở ra thì lại thấy nó có tròn 78 chỗ thiếu sót. Sớm biết thứ này rác rưởi như thế thì hắn còn chạy tới làm cái giám a. Còn không bằng quay về Huyễn Vũ Đế Đô sưu tập còn hơn. Chỉ cần công pháp luyện thể đủ nhiều, như vậy nhất định hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Thua thiệt lớn. Vẻ mặt hắn rất là buồn bực. Chỉ là, bây giờ có nói cái gì đã muộn rồi, hắn đành phải lắc đầu, đi tới gần khôi lỗi, bàn tay chộp ra một chảo, thu nó vào giới chỉ chữ vật. Mặc dù tên này đã bị chém đầu, biến thành phế phẩm. Thế nhưng toàn thân đã được luyện chế tới mức không gì không phá, tuyệt đối là đồ tốt thực sự. Thu lại sau đó đi nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể để luyện ra một chút quặng quý hiếm hay không. Đi ra đại sảnh, đi tới thạch thất nhỉ thì Lạc Thất Thất đã thu lại trường kiếm của nàng. Sau đó hai người dọc theo cầu thang đi lên, lần nữa đi tới gần đoạn long tỏa. Ngón tay của Trương Huyền dọc theo đoạn long tỏa lục lọi nửa ngày, dựa theo phương vị bên trên thư tịch ghi lại, nhẹ nhàng nhấn một cái. Răng rắc, thanh âm khóa lò xo khởi động vang lên, ngay sau đó đoạn long tỏa đã lắc lư một cái. Được rồi sao? Ánh mắt Lạc Thất Thất sáng lên, đưa tay đẩy tới, kết quả, vẻ mặt nàng chợt đỏ bừng, nham thạch phía trên lại không động đậy một chút nào. Trương Huyền cau mày. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lạc Thất Thất có thực lực hóa phàm lục trọng kiều thiên cảnh đỉnh phong, lực lượng toàn thân đã vượt qua 620 vạn đỉnh. Khi đoạn long tỏa khóa kín, không mở ra thì cũng thôi đi, hiện tại cơ quan đã được mở ra, làm sao còn không đẩy được cơ chứ? Để ta thử một chút. Đi tới gần, Trương Huyền nhướng mày, hai tay phát lực. Ầm ầm. Thân thể, hồn lực, chân khí, gộp chung vào một chỗ, lực lượng vượt qua hơn 900 vạn đỉnh ầm ầm tuôn ra, toàn bộ đều ra chỉ lên bên trên đoạn long tỏa. Siêu. Cánh cửa lớn phía trên vẫn không nhúc nhích tí nào như cũ. Giống như đã dính vào mặt đất phía trên vậy. Cái này, Trương Huyền ngơ ngác. Không phải là, cái đồ chơi này qua hơn 2.000 năm đã hỏng rồi đó chứ. Dựa theo thư tịch mà Ngô Dương Tử để lại, chỉ cần mở ra cơ quan thì sẽ có thể đẩy được đoạn long tỏa ra, làm sao? Hắn phí sức lực lớn như thế mà ngay cả một chút tác dụng cũng không có a. Dừng a. Nếu quả thật hỏng, như vậy hắn khóc không ra nước mắt. Đoạn long tỏa. Ngay cả thánh vực cũng khó mà phá vỡ, huống chi là bọn hắn. Đường ra duy nhất, chẳng lẽ, cứ như vậy biến mất hay sao? Phía trên này có ghi chép, coi như cơ quan khóa lò xo của đoạn long tỏa mở ra thì cũng không phải có thể đẩy ra được. Cần lực lượng thân thể thuần khiết thì mới có thể làm được, một khi chân khí tham gia, cơ lò xo sẽ tự động khóa kín. Lấy ra luyện khí truyền thừa của Ngô Dương Tử, lại lật một lần, Lạc Thất Thất nói. Lực lượng thân thể thuần khiết. Trương Huyền có chút sững sờ. Đúng vậy, đoạn long tỏa là do cơ quan và trang bị đặc thù biến thành, đối với chân khí rất là mẫn cảm. Nếu Ngô Dương Tử lão sư đã để lại hậu chiêu thì nhất định sẽ không muốn để cho dị linh tộc phát hiện ra. Dị linh tộc có sát lục chi khí đặc thù, tuy rằng khác chân khí thế nhưng lại giống nhau đến mức kỳ diệu. Một khi cỗ khí thức này truyền lại thì nó sẽ tự động khóa kín, coi như bọn họ biết đó là cơ quan thì cũng không mở ra được. Lạc Thất Thất nói. A hát. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Tên Ngô Dương Tử này có nhiều âm mưu như vậy, còn lại chết dư nghiệt dĩ linh tộc. Cho nên chuyện thiết kế ra cơ quan như vậy quả thật là có khả năng. Nếu quả thật có dị linh tộc lấy được truyền thừa của hắn, coi như biết rõ có đường ra có thể rời khỏi thì cũng không đi được, nhất định sẽ buồn bực tới chết. Thử lại lần nữa. Đã có suy đoán, Trương Huyền thu lực lượng linh hồn và chân khí, bắp thịt toàn thân nhúc nhích, bỗng nhiên đẩy tới phía trước. Kéo kẹt, kéo kẹt. Đoạn long tỏa phát ra thanh âm trầm muộn, chỉ có điều, vẫn không mở ra được như cũ. Lực lượng của ta chưa đủ. Để con tới giúp người. Lạc Thất Thất đi tới, hai người đồng thời đẩy về phía trước. Chỉ là cũng phát hiện ra không có cách nào đẩy ra được. Nói cách khác, lực lượng nhục thể của bọn hắn gộp chung vào một chỗ, vẫn không đủ như cũ. Chỉ là, rất rõ ràng đoạn long tỏa đã không giống như trước đó nữa. Không còn là không nhúc nhích tí nào. Nói cách khác, mạch suy nghĩ của bọn họ đã đúng, chỉ thiếu lực lượng mà thôi.
mặc dù không có đẩy ra, thế nhưng quả thực cơ lò xo không có khóa chết, hiện giờ. Phương pháp duy nhất chính là, mau chóng tăng lực lượng thân thể lên. Trương Huyền nhíu mày. Kỳ thật Trương Huyền có thể triệu hoán phân thân ra, để cho hắn phối hợp với bản tôn, hẳn là có thể mở ra, chỉ là. Phân thân thần kỳ, hắn còn không muốn để cho người khác biết được. Một khi biết chuyện này, không nói tới chuyện có khả năng chuyện Dương Sư sẽ bị bại lộ, ngay cả chuyện tu luyện vu hồn cũng sẽ không giấu được nữa. Tăng lực lượng thân thể lên, lão sư có ý là, tu luyện ngũ diệu kim thân hay sao? Lạc Thất Thất sững sờ. Có khả năng chuyện này cũng là khảo nghiệm của Ngô Dương Tử tiền bối, nếu như ngay cả ngũ diệu kim thân cũng không tu luyện được. Cái gọi là luyện chế thánh khí, nhất định cũng là lời nói dối, nói suông. Đã như vậy, còn không bằng ở lại chỗ này cùng hắn. Trương Huyền phân tích nói. Không thể không nói, vị Ngô Dương Tử tiền bối này đã tính tới tất cả mọi chuyện. Tâm tư cẩn thận khiến cho người ta phải giận sôi. Suy nghĩ một chút cũng phải giật mình, có thể thiết kế ra cơ quan tinh diệu như thế, lại có thể lừa đối nhiều dị linh tộc tới chết như vậy, vị luyện khí đại tông sư này đã sớm tính toán không bỏ sót một chút nào. Nếu không, cũng không có khả năng là người cười đến cuối cùng, đã sớm bị dị linh tộc giết rồi. Hiện tại tu luyện hay sao? Vẻ mặt Lạc Thất Thất rất là xoắn xuýt. Luyện thể không phải là chuyện một ngày, cần mấy năm tu hành không gián đoạn, chẳng lẽ chúng ta phải bị vây ở nơi này rất nhiều năm hay sao? Luyện thể giống như tu luyện chân khí vậy, thuộc về một loại hệ thống tu luyện, không có mấy năm, mấy chục năm ngày đêm khổ tu. Nếu muốn tiến bộ là chuyện gần như không có khả năng hoàn thành. Tu luyện mới có thể đi ra được, như vậy cần phải đợi tới ngày tháng năm nào chứ? Sẽ không thực sự bị vây chết ở chỗ này đó chứ? Chương 1202, Ngũ Diệu Kim Thân 2. Trên người ngươi, ngoại trừ Ngũ Diệu Kim Thân, còn có công pháp luyện thể nào khác nữa không? Thấy nàng cau mày, không biết làm sao bây giờ, lúc này Trương Huyền trần chờ một chút rồi hỏi. Công pháp luyện thể khác sao? Đúng là con có không ít, nhưng cấp bậc đều không phải quá cao, cũng chẳng mạnh mẽ cho lắm. Không biết lão sư hỏi chuyện này để làm, Lạc Thất Thất sửng sốt một chút rồi nói. Nàng thân là luyện đan sư ngũ tinh và luyện khí sư, yêu cầu đối với thân thể cũng cực cao. Bởi vậy, những thứ này nàng có không ít, chỉ là cấp bậc đều không cao, kém xa ngũ diệu kim thân. Lấy toàn bộ ra cho ta xem một chút. Chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới nàng lại thật sự có, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Vâng, biết lão sư nói như vậy, nhất định là có mục đích của mình, Lạc Thất Thất cũng không hỏi nhiều mà cổ tay khẽ đảo. Một đống thư tịch rơi vào trên thềm đá, lít nha lít nhít ước chừng hơn mấy trăm quyển. Nhiều như vậy, vốn hắn còn tưởng rằng đối phương có mười mấy bản đã là tốt lắm rồi. Không nghĩ tới lại có nhiều như vậy, ánh mắt Trương Huyền sáng lên, vội vàng tiến tới chạm vào từng quyển từng quyển. Kỳ thật, là một đồng học siêu tập hộ con. Lần trước khi khảo hạch luyện khí sư ngũ tinh, thể chất của con không đủ, cho nên mới tìm nhiều như vậy. Lạc Thất Thất có chút xấu hổ. Ngọc Phi Nhi công chúa điêu ngoa như vậy mà cũng có người theo đuổi, nàng có dung mạo như thế cho nên đương nhiên cũng không thiếu. Lần trước nàng khảo hạch luyện khí sư ngũ tinh thất bại, một học trưởng theo đuổi nàng tới từ luyện khí học viện siêu tập rất nhiều pháp quyết luyện thể rồi đưa tới cho nàng. Nàng luôn muốn trả lại cho đối phương mà cũng không tìm được cơ hội, giờ phút này lão sư cần, cho nên nàng mang ra hết. Không sai. Rất nhanh trăm quyển thư tịch đã được thu thập hoàn toàn, Trương Huyền đứng dậy, tinh thần khẽ động. Siêu. Thư viện xuất hiện thêm một bản ngũ diệu kim thân mới tinh, hắn tiện tay lật ra. Bên trong viết đầy nội dung lít nha lít nhít, thế mà chỉ có 4 điểm thiếu sót. Quá tốt rồi. Hắn khẽ cười một tiếng. Mới vừa rồi hắn còn đang buồn bực, bản ngũ diệu kim thân này quá nhiều chỗ thiếu sót không thể tu luyện. Thế nhưng không nghĩ tới những công pháp luyện thể mà Lạc Thất Thất siêu tập lại có thể nhẹ nhõm bù đắp cho nó. Mặc dù còn có 4 điểm thiếu sót. Thế nhưng muốn tu luyện cũng nhanh hơn so trước đó. Có thứ này, hắn hoàn toàn có thể trong vòng một canh giờ khiến cho thân thể trở nên vô cùng cường đại. Về đại sảnh trước, thềm đá chật hẹp, không tiện cho tu luyện, cho nên hai người một lần nữa quay về đại sảnh, hai người đồng thời ngồi ở dưới đất, bắt đầu tu luyện. Biết ý tứ của lão sư, Lạc Thất Thất tiện tay lật ra ngũ diệu kim thân. Ngũ diệu kim thân, cũng không phải là thứ do ta sáng chế ra. Mà là thứ lấy được từ bên trong một di tích cổ. Tổng cộng có ngũ trọng, được gọi là ngũ diệu. Sau khi đạt thành, thân thể lấp lánh,
hình thành ánh sáng ngũ sắc, uy lực vô song. Ta cũng chỉ tu luyện đến tam diệu chi cảnh mà thôi. Tờ thứ nhất có viết giới thiệu. Nhìn một hồi, Lạc Thất Thất không tự chủ được có chút bội phục. Không thể không nói, người có thể sáng chế ra bộ công pháp này, quả thực là một thiên tài. Nàng ở trong danh sư học viện cũng đã gặp qua không ít thiên tài và danh sư lợi hại. Cũng đã nghe qua không ít công pháp luyện thể cường đại, dường như cũng không có một bản nào có thể so sánh cùng với bản công pháp này. Chỉ là, mạnh mẽ thì đúng là mạnh mẽ, thế nhưng muốn tu luyện quả thực cũng rất khó thành công. Không nói đâu xa, sau khi đi tới nhị diệu cũng không phải là khổ tu là có thể hoàn thành, còn cần đủ loại tài liệu phụ tá. Mặc dù trên người nàng có không ít đan dược và dược liệu, thế nhưng rất rõ ràng đều không phù hợp với điều kiện. Được rồi. Trước tiên không quản nhiều như vậy, luyện thành đệ nhất diệu để rời khỏi ở đây rồi lại nói. Không đi nghĩ tới chuyện khác nữa, nàng lật nội dung đệ nhất diệu ra. Tu luyện trọng này cần hội tụ lực lượng toàn thân, thiên tư tốt thì đại khái 2 năm là có thể đạt đến đại thành, thiên tư yếu thì ít nhất cũng phải mất 10 năm. Dòng đầu tiên đã viết một câu nói như vậy. 2 năm. Khóe miệng Lạc Thất Thất giật giật một cái. Bị giam ở đây 2 năm. Đoán chừng toàn bộ học viện sẽ cho rằng nàng đã chết rồi. Mấu chốt ở đây là thiên tư tốt, vạn nhất 1-2 năm không làm được, chẳng phải bọn hắn sẽ phải bị nhốt ở đây 10 năm hay sao? Càng nghĩ càng loạn, phải nhanh tu luyện, tranh thủ sớm ngày luyện thành một chút. Như vậy mới có thể sớm ngày rời khỏi. Lắc đầu, dứt bỏ suy nghĩ lung tung trong đầu, lại cắn răng, Lạc Thất Thất bắt đầu căn cứ theo pháp quyết đệ nhất trọng mà tu luyện. Không biết qua bao lâu, mới vừa nhớ nội dung. Định lý giải rồi tu luyện thì đã thấy Trương Sư ở cách đó không xa đã đứng dậy. Đi. Đi đâu cơ? Lạc Thất Thất sững sờ. Nàng còn chưa bắt đầu tu luyện, đối phương gấp gáp như vậy làm gì cơ chứ? Rời khỏi A Hát, ngươi không muốn đi sao? Trương Huyền nhìn qua. Con. Vẻ mặt Lạc Thất Thất rất là cổ quái. Đương nhiên là muốn đi, thế nhưng, không phải chúng ta không đẩy đoạn long tỏa ra được, cho nên mới đặc biệt tới đây tu luyện hay sao? Đệ nhất trọng của ngũ diệu kim thân, con vừa mới nhìn xong, còn chưa kịp tu luyện. Trương Huyền khẽ lắc đầu. Không có việc gì, ta đã tu luyện xong. Tu luyện xong. Lạc Thất Thất sững sờ. Có ý tứ gì cơ chứ? Trong lúc đang nghi hoặc thì hai người đã đi tới phía dưới đoạn long tỏa, chỉ thấy Trương Sư duỗi cánh tay ra, bỗng nhiên phát lực. Ông! Toàn thân lóe ra ánh sáng. Một tiếng kéo kẹt vang lên, đoạn long tỏa trực tiếp mở ra. Ngũ diệu kim thân, đệ nhất trọng, sao lại thế này? Thân thể mềm mại run rẩy một chút, Lạc Thất Thất cảm thấy sắp phát điên rồi. Không phải người chưa từng nhìn qua quyển thư tịch này hay sao? Rốt cuộc đây là tình huống gì cơ chứ? Chương 1203, giữ nhiều lành ít một. Vừa rồi, nàng chủ động đưa quyển bí tịch này cho Trương Sư. Người nói là truyền thừa, không tiện quan sát, nàng đang bị thuyết phục vì loại đức hạnh này. Kết quả đối phương lại thi triển ra. Rốt cuộc là người nhìn hay không? Còn nữa, không phải nói thiên tài, nhanh nhất cũng phải 2 năm mới có thể luyện thành hay sao? Người này mới luyện bao lâu cơ chứ? Nàng vừa mới nhớ kỹ nội dung, thì đối phương đã luyện xong, hơn nữa còn cường thế như vậy. Lão sư, rốt cuộc người là Trương Sư, hay là Ngô Dương Tử sống lại đây? Vẻ mặt Lạc Thất Thất như phát mộng, cả người đều trở nên có chút mơ hồ. Nàng cảm giác tam quan của bản thân đều bị phá vỡ. Đi. Nhảy ra khỏi đoạn long tỏa, thấy nữ tử này vẫn còn đang ngẩn người, Trương Huyền hô to một tiếng. Lão sư, mới vừa rồi thứ người dùng chính là ngũ diệu kim thân hay sao? Đi ra khỏi thềm đá, thực sự không nhịn được cho nên Lạc Thất Thất lên tiếng hỏi. Cũng có thể coi là như thế, cũng coi như không phải là thế. Trương Huyền khẽ lắc đầu, rất là khó chịu. Chuyện gấp gáp. Vốn ta không muốn học, thế nhưng không học thì sẽ không mở ra đoạn long tỏa này được. Cho nên mới học một chút, chỉ là, tu luyện bộ công pháp này khá là phiền toái. Ta đã tùy ý sửa đổi một chút, thế nhưng dù vậy, cũng vẫn có chỗ thiếu sót rất lớn, chỉ tu luyện tới đệ nhất trọng mà thôi. Thực sự hắn rất buồn bực, vốn hắn nhìn thấy chỉ có 4 chỗ thiếu hụt cho nên hết sức cao hứng, vừa tu luyện thì hắn mới biết được. Con mẹ nó, lại bị lừa. 4 chỗ thiếu sót này phân biệt là ở đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng và đệ ngũ trọng, muốn tu luyện thì cần phải chuẩn bị đủ loại vật phẩm chân quý. Tỷ như, muốn tu luyện đệ nhị trọng thì cần chuẩn bị địa tâm hồng nham. Tu luyện đệ tam trọng cần chuẩn bị nhất nguyên trọng thủy.
Thiên đạo kim thân trước đó chỉ cần thiên đạo chân khí là được, từ lúc nào phải chuẩn bị những thứ này cơ chứ? Dung hợp mấy trăm bản công pháp luyện thể, thế mà còn phải cần những vật này. Như vậy bộ pháp quyết này cũng không tránh khỏi quá chơi người ta a. May mắn là đệ nhất trọng không cần những dược vật khác. Chỉ cần thiên đạo chân khí đã có thể luyện thành, nếu không nhất định hắn sẽ buồn bực tới chết. Hắn rất là khó chịu, Lạc Thất Thất ở bên cạnh thì có chút phát điên. Tùy ý sửa chữa một chút. Còn có, thiếu sót rất lớn. Đây chính là công pháp cấp bậc linh cấp đỉnh phong, thậm chí. Còn có thể cao hơn a. Bên này ta mới xem xong, ngươi thì không chỉ lĩnh ngộ mà còn đã sửa chữa xong, không chỉ sửa chữa, lại còn luyện qua. Thậm chí, còn cảm giác được công pháp có chỗ thiếu sót. Ngươi là yêu nghiệt hay là đùa giỡn ta chơi vậy? Nàng đã gặp qua không ít thiên tài, không ít cường giả nghịch thiên, thế nhưng có. Chưa bao giờ thấy qua, người nào nghịch thiên như thế. Trước mắt cảm thấy choáng váng, khóe miệng Lạc Thất Thất giật giật. Nàng chỉ cảm thấy vị Trương lão sư này dù gặp phải chuyện gì cũng có thể làm được tới mức thuận theo tự nhiên, coi như là chuyện đương nhiên. Bọn hắn không có đi ra được hay là đã rời đi rồi. Trong lúc đang khiếp sợ không biết nói cái gì cho phải thì đã nghe thấy thanh âm của người thanh niên kia tiếp tục vang lên. Nàng vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Trương sư đã đi qua cầu nhỏ, đi tới trước một cái cửa đá khác, hai hàng lông mày đang nhíu lại. Đám người Ngọc Phi Nhi, Hình Viễn đã đi vào cái cửa đá này. Mà bọn hắn đi vào một cánh cửa khác, chí ít cũng đã chơi đùa 7, 8 canh giờ mới ra ngoài. Vốn cho rằng đối phương sẽ chờ, không nghĩ tới, trong thạch thất lớn như vậy chỉ có mấy viên dạ minh châu lấp lánh tỏa sáng, không nhìn thấy nửa bóng người. Bọn hắn đã rời đi hay là còn chưa đi ra khỏi cánh cửa đá kia? Trong lòng chấn động, cũng không để ý tới suy nghĩ lung tung trong lòng mà vội vàng đi tới gần. Nhìn chung quanh một hồi, sắc mặt Lạc Thất Thất tái xanh. Hẳn là chưa có đi ra, nếu như đã về tới đây thì nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Vị trí dạ minh châu bày ở nơi này không nhúc nhích, cũng không có bất kỳ dấu vết gì. Như vậy đã nói rõ, bọn hắn rất có khả năng còn đang ở trong cửa đá, không có đi ra bên ngoài được. Dùng sự hiểu biết của nàng về Ngọc Phi Nhi, một khi đi ra, nhất định sẽ đi tìm hai người các nàng. Hiện tại địa cung ngay cả một chút dấu vết cũng không có để lại, như vậy cũng đã nói lên. Bốn người Hình Viễn, Ngọc Phi Nhi, Ngô Trấn, Diệp Tiền. Đã lâu như vậy rồi, rất có khả năng giống như hai người nàng, còn vây ở trong cửa đá, không có cách nào đi ra ngoài được. Nàng có thể đoán được, Trương Huyền nắm giữ minh lý chi nhãn tự nhiên cũng có thể xác nhận được. Chỉ là khi nhìn về phía cửa đá, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ nghi hoặc. Cánh cửa này cũng không có đoạn long tỏa. Vì sao bọn hắn không đi ra? Không có. Lúc này Lạc Thất Thất mới chú ý tới sau cánh cửa đá là một loạt thềm đá hướng xuống phía dưới, đồng thời cũng không có đoạn long tỏa phong tỏa cửa ra vào. Nói cách khác, cửa không đóng. Đã như vậy, vì sao bọn họ còn chưa có đi ra a? Ngô Dương Tử lão sư đã nói, địa cung mà chúng ta vừa rời đi vừa rồi là nơi chuyên môn vì giam giữ hắn. Mà bên này là chỗ ở của dị linh tộc, còn nói. Những dị linh tộc này đều bị hắn biến thành khôi lỗi, như vậy không phải sẽ. Nghĩ đến cái gì đó, gương mặt xinh đẹp Lạc Thất Thất tức thì tái đi. Ngô Dương Tử giết chết nhiều dị linh tộc như vậy, ở trong địa cung vừa rồi chỉ thấy một người, nếu như toàn bộ đều ở trong nơi này. Nhanh đi qua nhìn một chút. Trương Huyền cũng biến sắc. Mặc dù đối với đám người Ngọc Phi Nhi hắn cũng không có hảo cảm quá lớn. Thế nhưng cũng không có bất kỳ ác cảm gì cả. Cho nên cũng không thể trơ mắt nhìn đối phương bị những dị linh tộc này giết chết. Biết tỉ muội, đồng học có khả năng đã gặp phải nguy hiểm, Lạc Thất Thất không dám dừng lại, vội vàng theo sau lưng Trương Huyền, đi thẳng xuống phía dưới. Thềm đá cũng giống như vừa rồi, có chút băng lãnh và âm hàn. Trước đó trên cầu đá đã nói mỗi một người chỉ được chọn vào một cánh cửa. Hiện tại xem ra, chỉ cần đi vào bên này, nhiều khôi lỗi dị linh tộc vây quét như vậy. Sẽ chỉ có đi mà không có về. Cho nên nhất định cũng không vào được cánh cửa thứ hai. Còn nơi mà bọn hắn vừa mới đi vào, nếu không chiếm được truyền thừa thì cũng sẽ tử vong. Nếu lấy được truyền thừa, biết nơi này có thể là hang ổ của dị linh tộc, nhất định cũng sẽ không tiến vào. Chọn một giữa hai, kỳ thật chính là lựa chọn sinh tử. Chỉ mong không có việc gì. Nắm chặt băng vũ kiếm ở trong lòng bàn tay, Trương Huyền siết chặt nắm tay. Sớm biết nơi này nguy hiểm như vậy, dù thế nào hắn cũng phải khuyên ngăn cản đối phương.
vạn nhất bốn người thật sự chết ở bên trong thì hắn cũng sẽ cảm thấy có chút áy náy. Chương 1204, giữ nhiều lành ít hai. Đi một hồi, ngay lúc sắp tiến vào địa cung thì Trương Huyền ngừng lại. Ngươi đừng đi vào, cứ ở phía trên chờ, một mình ta đi vào là được rồi. Lão sư, Lạc Thất Thất sững sờ. Thực lực ngươi quá yếu, lại không am hiểu chạy trốn, nếu như thực sự bọn hắn xảy ra chuyện, coi như đi vào thì cũng vô dụng. Ngược lại còn càng làm cho nhiều người xảy ra chuyện hơn. Nếu như không có việc gì, ta sẽ mang bọn hắn đi ra. Trương Huyền nói, có người đi theo, không ít thủ đoạn của hắn cũng không thể dùng được. Không bằng cứ để cho Lạc Thất Thất ở bên trên. Cái này, vâng. Trần chờ một chút, Lạc Thất Thất cắn răng, lại khẽ gật đầu. Thực lực của nàng quả thực không được, nhất là khi đối mặt với những khôi lỗi kia. Nếu thực sự đi vào, chỉ sợ sẽ giống như trước đó, rơi vào khổ chiến. Lần này không phải là một người, có thể là rất nhiều, một khi bị cuốn lấy, cho dù có thanh bán thánh chi khí như băng vũ kiếm thì chỉ sợ cũng rất khó chạy trốn. Dù sao, sở dĩ Trương Sư có thể chém giết ra hỏa kia cũng là lợi dụng kỹ xảo, dùng hồng viêm đỉnh vây khốn khôi lỗi kia. Nếu không, một khi chính diện chống chọi, đối phương căn bản không có khả năng cho để hai người có cơ hội chém giết. Lão sư, người phải cẩn thận. Mặc kệ bọn hắn như thế nào thì người phải cam đoan sự an toàn của bản thân trước a. Lạc Thất Thất tràn ngập lo lắng nhìn về phía Trương Huyền. Yên tâm đi, ta biết bay, đánh không lại, chuyện chạy trốn ta còn có thể làm được. Trương Huyền nói. Con chờ người và bọn họ ở bên ngoài. Nghe thấy hắn nói như vậy, Lạc Thất Thất nhớ tới đủ loại chỗ thần kỳ của đối phương cho nên cũng đã trấn an hơn không ít. Nàng khẽ gật đầu, xoay người đi ra ngoài, một lát sau đã biến mất trong bóng đêm. Thấy nàng rời khỏi, Trương Huyền cũng không tiến vào địa cung mà là khoanh chân ngồi xuống, hít sâu một hơi. Siêu! Tinh thần khẽ động, vu hồn ly thể. Nếu như ở bên trong thực sự có 120 đầu khôi lỗi dị linh tộc mà trước đó đã gặp phải. Như vậy coi như hắn biết bay thì cũng khó có thể đào thoát được. Dù sao nơi này là địa cung, không phải là bầu trời, phải chịu hạn chế độ cao, một khi cả đám đồng thời vọt tới, căn bản không trốn tránh nổi. Cho nên, dùng vu hồn đi quan sát địa hình, tìm kiếm đám người Ngọc Phi Nhi, là biện pháp tốt nhất. Vu hồn là vật chất vô hình, coi như dị linh tộc cũng khó có thể phát hiện ra được. Su, vu hồn rời khỏi thân thể, lập tức bay lên, trực tiếp đi đến địa cung. Trong cung điện dưới lòng đất cũng có Dạ Minh Châu mà trước đó đám người Hình Viễn thả xuống, mặc dù ánh sáng ảm đạm, thế nhưng lại có thể thấy rõ tình huống ở chung quanh. Đưa mắt nhìn qua, nơi này so với địa lao của Ngô Dương Tử còn lớn hơn rất nhiều, không nhìn thấy tận cùng. Không hổ là chỗ ở của vô số dị linh tộc, đủ loại kiến trúc tầng tầng lớp lớp, nếu như không phải âm u thì chỉ sợ hắn sẽ cho rằng đây là một thành thị. Có thể để cho dị linh tộc sinh hoạt vài vạn năm, khó trách. Trương Huyền âm thầm gật đầu. Nơi này có thể là chỗ dị linh tộc sinh hoạt vài vạn năm, nếu như xây lại bố trí giống như nhà tù thì coi như hắn cũng sẽ không tin tưởng. Dọc theo ánh sáng bay về phía trước. Đã có Dạ Minh Châu, nhất định là do đám người Ngọc Phi Nhi để lại, chỉ cần đi dọc theo ánh sáng thì nhất định có thể tìm tới chỗ đối phương. Có dấu vết chiến đấu. Đi về phía trước một hồi, hắn tối sầm mặt lại. Dưới Dạ Minh Châu chiếu rọi. Trước mắt có không ít phòng ốc sụp đổ, trên mặt đất còn có vết máu, rất hiển nhiên đã có người chiến đấu qua ở đây. Minh Lý Chi Nhãn. Hai mắt có hoa văn nhúc nhích, Trương Huyền lập tức nhìn sang. 7 canh giờ trước, xem ra là bọn hắn để lại. Minh Lý Chi Nhãn là do được trời nhận danh sư ban thưởng, coi như hiện tại là vu hồn thì cũng có thể sử dụng. Có thể tùy tiện xem thấu những dấu vết này được để lại từ lúc nào. Đi qua quan sát là hắn có thể xác nhận. Đây là dấu vết để lại từ hơn 7 canh giờ trước. Hẳn là khi đám người Ngọc Phi Nhi vừa tiến vào nơi này không lâu đã gặp phải cái gì đó, sau đó tiến hành chiến đấu. Làm sao lại không có động tĩnh? Chẳng lẽ, người đã bị giết rồi sao? Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đã xảy ra chiến đấu thì nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm, nếu như còn sống, có lẽ là đang chiến đấu, làm sao địa cung này lại yên tĩnh tới mức ngay cả một chút thanh âm cũng không có cơ chứ? Hai mắt tỏa sáng, tiếp tục nhìn lại về phía trước, khu vực này lập tức nổi lên một đống dấu chân loạn xạ. Những dấu chân này, kích thước không lớn, vừa nhìn đã biết là do nhân loại để lại. Là vết chân của bọn họ. Trải qua thiên nhân danh sư lần thứ 3, năng lực của Minh Lý Chi Nhãn càng thêm cường đại,
những dấu chân này không có che giấu cho nên hắn rất nhẹ nhàng đã nhìn ra được. Trương Huyền theo sát dấu chân, mới vừa bay được không xa thì đã vội vàng ngừng lại. Kẽo kẹt, một tiếng bước chân từ nơi không xa đi tới, mượn nhờ ánh sáng từ Dạ Minh Châu trên đường phố mà hắn lập tức nhìn thấy một đầu khôi lỗi to lớn đang đi nhanh tới. Gia hỏa này không kém nhiều so với gia hỏa mà hắn vừa chém giết trước đó, toàn thân xám xanh, như là sắt thép rèn đúc mà thành vậy. Phu hồn của Trương Huyền tu luyện thiên đạo công pháp, trong cơ thể không có âm lãnh chi khí. Cho nên đối phương cũng chưa phát hiện ra được, đầu khôi lỗi này vừa mới bay qua đỉnh đầu hắn thì ngay sau đó hắn lại nhìn thấy vài đầu đang song song đi đến. Quả nhiên có rất nhiều. Còn không tìm được người thì đã thấy chí ít có 7, 8 đầu khôi lỗi luyện chế từ dị linh tộc xuất hiện, trái tim Trương Huyền co thắt lại. Gặp nhiều như vậy, dù là hắn cũng phải chết không nghi ngờ, chỉ sợ đám người Ngọc Phi Nhi, Hình Viễn. Giữ nhiều lành ít. Chương 1205, tìm tới Ngọc Phi Nhi 1. Thực lực của những khôi lỗi này đều không sai biệt lắm với đầu mà hắn gặp phải ở chỗ giam bên kia, toàn thân cao thấp mang theo lực lượng hùng hồn. Xem ra, coi như cường giả bán thánh tới đây cũng có thể tùy tiện chém giết, một quyền đánh nổ tung thân thể. Hắn và Lạc Thất Thất gặp phải một đầu đã xém chút tử vong, phí sức chín châu hai hổ mới đào thoát được, thoáng cái 7, 8 đầu. Vẻ mặt rất là khó coi, Trương Huyền tiếp tục phi hành vào bên trong. Ầm 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 ầm. Lại đi một hồi, phía trước truyền đến tiếng chấn động có tiết tấu, khu vực này bắt đầu chấn động từng đợt. Ồ, Trương Huyền nhướng mày. Cái chấn động này rất có quy luật, hơn nữa cũng lực lượng 10 phần, khiến cho người ta có một loại cảm giác cao thủ giao chiến. Chẳng lẽ, bọn hắn không có việc gì? Ánh mắt Trương Huyền lập tức sáng lên. Những dị linh tộc này đều bị Ngô Dương Tử biến thành khôi lỗi, nhất định không có khả năng đánh lừa bản thân hắn. Cho nên khả năng duy nhất chính là, đám người Ngọc Phi Nhi không chết, đang chống chọi lại đối phương. Chỉ là, đây đều là khôi lỗi cấp bậc thánh vực, chỉ bằng đám người Ngọc Phi Nhi. Làm sao đối kháng được với bọn chúng cơ chứ? Tăng thêm tốc độ, bay đi về phía thanh âm vang lên. Trong lúc đó, hắn lại nhìn thấy 2-3 đầu khôi lỗi đi song song với nhau, phương hướng không sai biệt lắm với vài đầu trước đó. Đã là 17 đầu rồi. Cân nhắc từng đầu một đường gặp phải, khuôn mặt Trương Huyền trở nên xám xanh. Đã có 17 đầu, may mà vừa rồi không có dùng thân thể tới, nếu không, bị đám này vây quanh, không chết thì cũng không sai biệt lắm. Mặc dù bây giờ hắn có tiến bộ rất lớn, lại có thiên đạo thư viện làm chỗ dựa, thế nhưng hắn cũng biết ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Đối mặt với người tu luyện có thể lừa dối có lẽ còn có thể lừa gạt đối phương, thế nhưng gặp đám khôi lỗi này. Chỉ có một con đường chết. Không đúng, nếu như đám người Ngọc Phi Nhi không chết, như vậy đám người kia không vây công còn chạy song song hướng về phía kia là có ý gì? Nương theo khôi lỗi gặp phải càng nhiều, Trương Huyền cũng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Dựa theo tình huống bình thường, Ngọc Phi Nhi không có chết thì những khôi lỗi này không phải đang vây công bọn hắn hay sao? Làm sao cả đám đều đi về? Hơn nữa lại còn chỉnh tề như thế cơ chứ? Trong lòng nghi hoặc, người không có ngừng lại mà tiếp tục đi về phía trước. Vì đề phòng đối phương phát hiện ra cho nên hắn không dám bay quá nhanh, đại khái đi 7, 8 phút thì khoảng cách với nơi thanh âm vang lên càng ngày càng gần. Trên đường đi, ngoại trừ những khôi lỗi đã gặp ra. Những nơi mà hắn đi qua cũng có không ít dấu vết chiến đấu. Chỉ có điều, cũng không có quy mô lớn bằng chỗ trước đó, xem ra hẳn là vừa đánh vừa lui. Hiện nay không có phát hiện ra thi thể của mọi người cho nên cũng rất có khả năng, còn chưa có người nào tử vong. Đối mặt với nhiều dị linh tộc như vậy mà cũng không có xuất hiện vấn đề gì. Thật lợi hại a. Ồ, đang ở chỗ kia. Vòng qua một tòa lầu cao, thanh âm quả nhiên đang vang lên ở bên cạnh. Hắn vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một quảng trường khổng lồ xuất hiện ở trước mắt. Diện tích ước chừng mấy chục mẫu, ở giữa là một cái tế đàn, hẳn là nơi năm đó khi dị linh tộc còn sống dùng để tế tổ hoặc là tế trời. Phía trên điêu khắc đủ loại hoa văn quỷ dị, khiến cho người ta nhìn lên một cái sẽ có một loại cảm giác hôn mê nồng đậm. Bốn phía tế đàn có vài cái tượng đá quỷ dị đứng sừng sững, giống như thú giống như rồng giống như hổ giống như chó, khiến cho người ta trong lúc nhất thời khó mà phân biệt ra được. Một cỗ sát lục chi khí nồng đậm từ trong tượng đá hội tụ ra ngoài, khiến cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị không hiểu. Bọn hắn không chết. Hai mắt Trương Huyền rơi vào trong giữa tế đàn, lập tức sáng lên. Chỉ thấy ở giữa có một màn sáng đứng sừng sững, đang có 2 đầu khôi lỗi đang không ngừng công kích,
thanh âm chiến đấu chính là từ chỗ này phát ra. Ở phía trong màn ánh sáng, đám người Ngọc Phi Nhi, Hình Viễn đang khoanh chân ngồi ở giữa, vẻ mặt từng người trắng bệch, trên người tràn ngập máu tươi. Xem ra đều bị thương không nhẹ. Đây cũng là một loại thủ đoạn bảo mệnh lợi hại nào đó a. Nhìn thoáng qua màn ánh sáng, Trương Huyền âm thầm bội phục. Có thể để cho hai đầu khôi lỗi cấp bậc thánh vực liên tục công kích mà cũng không thể phá vỡ, có thể tưởng tượng ra được trình độ bền bỉ của màn ánh sáng. Đoán chừng là Ngọc Phi Nhi hoặc là Hình Viễn. Hai người này đều có địa vị không thấp, có những thủ đoạn bảo mệnh này cũng chẳng có gì là lạ cả. Rất nhanh hắn đã hiểu ra, miệng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngọc Phi Nhi là công chúa của Hồng Viễn Đế Quốc, một mình ra ngoài rèn luyện, tất nhiên trên người sẽ có rất nhiều bảo vật. Nếu không, không có khả năng có người yên tâm cho nàng ra ngoài. Hình Viễn đã dám truy cầu vị công chúa này, khẩu khí lớn như thế thì tất nhiên cũng có gia thế không thấp. Gặp phải loại khôi lỗi cấp bậc này, hắn và Lạc Thất Thất chỉ có phần chạy trốn. Mấy vị này mặc dù cũng không phản kháng được, thế nhưng nếu muốn giữ mạng thì cũng còn có thể làm được. Chỉ là, màn ánh sáng này, xem ra sắp không kiên trì được nữa rồi. Trong lòng yên tâm hơn một chút thì hai hàng lông mày đã lần nữa nhếch lên. Bất kỳ vật gì cũng đều cần năng lượng duy trì, cũng giống như Long Lân hộ thân phù của hắn trước đó vậy, coi như rất lợi hại, có thể ngăn cản một kích toàn lực của cường giả hóa phàm cửu trọng. Thế nhưng nó cũng cần năng lượng. Màn ánh sáng ở phía ngoài bốn âng người, mặc dù đã chặn lại công kích của hai đại khôi lỗi, thế nhưng xem ra cũng đã bắt đầu ảm đạm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá vỡ. Mà một khi bị phá vỡ, sẽ rất có khả năng chính là lúc bọn hắn bị chém giết. Phải nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Màn ánh sáng bị phá vỡ, tất nhiên mấy người này sẽ bị chém giết, mà nếu không phá thì bọn hắn lại không có cách nào rời khỏi. Nên làm cái gì đây? Hơn nữa, một điểm khiến cho hắn cảm thấy rất kỳ quái là, vừa rồi nhìn phương hướng mà đám khôi lỗi kia đi đều là nơi này, nói cách khác, vừa rồi có lẽ không ít khôi lỗi chạy tới đây vây công, làm sao hiện tại chỉ còn lại hai đầu cơ chứ? Nếu là nhiều khôi lỗi đồng thời vây công như vậy, đoán chừng màn ánh sáng này đã sớm không chịu nổi mà bị phá vỡ rồi. Nhìn một hồi, cũng không nhìn ra được cái gì. Sau đó thân thể hắn nhoáng một cái, hướng tới gần màn ánh sáng. Làm sao bên trong còn có một cỗ thi thể cơ chứ? Đi tới gần, lúc này hắn mới phát hiện ra, Ngọc Phi Nhi, Hình Viễn, Ngô Trấn, Diệp Tiền tựa lưng vào nhau ngồi ở trung tâm màn sáng. Mà trong bọn hắn, còn có một thân thể của một lão giả đang ngồi xếp bằng. Chương 1206, tìm tới Ngọc Phi Nhi 2. Lão giả này, mặc dù thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng người đã sớm chết, thân thể cũng đã bị hong khô, khô gầy như que củi. Chẳng lẽ, là Ngô Dương Tử tiền bối? Trong lòng hơi động, một suy nghĩ xuất hiện trong đầu hắn. Ở đây xuất hiện thi thể của một lão giả nhân loại. Chỉ sợ vị này, chính là người gọi là Ngô Dương Tử kia a. Trước đó lúc ở địa cung ngay cả khung xương cũng không tìm được. Khi đó hắn đã có chút kỳ quái, hiện tại xem ra, thi thể đã đến nơi này, không biết làm sao lại bị đám người Ngọc Phi Nhi phát hiện ra, đồng thời cũng luôn bảo hộ ở trung tâm. Đương nhiên, cũng có thể là thi thể bảo vệ bọn hắn, màn ánh sáng này rốt cuộc là của đám người Ngọc Phi Nhi hay là của Ngô Dương Tử để lại, hiện tại hắn cũng không phân biệt ra được. Bên này Trương Huyền đi tới gần, lặng lẽ quan sát. Trên mặt đám người Ngọc Phi Nhi trong màn ánh sáng đều ưu sầu không thôi. Lục công chúa, xem ra lần này chúng ta không đi ra ngoài được thật rồi. Hình Viễn thở hổn hển, vẻ mặt trắng bệch nói. Lồng ngực của hắn có một vết thương rất lớn, mặc dù đã phục dụng dược vật chữa thương. Thế nhưng vẫn không ngừng có máu tươi chảy ra như cũ, bộ dáng rất là dọa người. Đúng vậy a, có lẽ sẽ phải chết ở nơi này. Khuôn mặt Ngô Trấn cũng rất ảm đạm. Vốn hắn cho rằng chỉ là một thí luyện rất nhẹ nhàng, chỉ cần xác định là không phải vị trí địa cung mà Ngô Dương Tử đã từng ở là được. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lại gặp nhiều khôi lỗi lợi hại như vậy. Một đường bị đuổi, nếu không phải Ngọc Phi Nhi thân là công chúa, thủ đoạn bảo mệnh tầng tầng lớp lớp, chỉ sợ mấy canh giờ trước bọn họ đã mất mạng rồi. Không đi ra được cũng không sao, chỉ ít lựa chọn của chúng ta là đúng, nơi này thực sự là chỗ ở của Ngô Dương Tử tiền bối. Hơn nữa chúng ta đã tìm được thi thể của hắn. Ngọc Phi Nhi hừ lạnh một tiếng. Mặc dù không đi ra được, thế nhưng nàng biết lựa chọn của các nàng là đúng. Trương Huyền kia không phải rất đắc ý hay sao? Không phải muốn đánh cược cùng ta hay sao?
thi thể của Ngô Dương Tử tiền bối ở đây đã nói rõ chúng ta đã tìm đúng nơi, ngươi còn có cái gì mà đắc ý cơ chứ? Đúng vậy à. Hình Viễn gật gật đầu, lần nữa điều chỉnh một cái, vẻ mặt có chút chờ mong nhìn qua. Lục công chúa, hiện tại chúng ta đều phải chết, ngươi có thể nói cho ta biết. Ngươi có từng yêu mến ta hay không? Thấy màn sáng càng ngày càng trở nên nhạt hơn, chuyện bị phá chỉ là vấn đề thời gian, rốt cuộc Hình Viễn không thể nhịn được nữa mà hỏi một câu. Hắn theo đuổi nữ tử này đã được một đoạn thời gian rất dài, thế nhưng đối phương một mực không cho hắn sắc mặt tốt. Hiện giờ bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong cho nên hắn cũng không nhịn được nữa, hắn rất muốn biết chân tướng. Như vậy cho dù chết, cũng có thể nhắm mắt. Nghe thấy hắn hỏi ra lời này, Diệp Tiền, Ngô Trấn đều có chút xấu hổ, quay mặt đi. Ta đã nói với ngươi rồi, trước khi ta trở thành danh sư lục tinh, sẽ không nghĩ tới tình cảm nam nữ. Hiển nhiên không nghĩ tới Hình Viễn sẽ hỏi câu này vào lúc này, Ngọc Phi Nhi trần chờ một chút rồi khẽ lắc đầu. Nàng trời sinh tính tình rất mạnh, chuyên tâm muốn trở nên nổi bật, làm cho tất cả mọi người đều phải lau mắt mà nhìn. Cho nên cũng chưa từng cân nhắc qua chuyện nam nữ. Coi như Hình Viễn theo đuổi nàng lâu như vậy, thế nhưng nàng cũng không có chút động tâm nào. Ta biết sẽ như vậy mà, ta không có hy vọng. Nghe thấy đối phương trực tiếp nói như thế, Hình Viễn lắc đầu, không nhịn được cười khổ. Có phải ngươi thích Trương Huyền kia hay không? Trương Huyền, làm sao ta lại ưa thích gia hỏa hạ lưu vô sỉ kia được chứ? Hắn quả thực chính là một tiểu nhân hèn hạ đến cực điểm. Nhớ tới người thanh niên kia, bộ dạng và vẻ mặt hèn mọn, Ngọc Phi Nhi lập tức nghiến răng nghiến lợi. Nàng là công chúa, Kim Chi Ngọc Diệp, thế mà đối phương dám để nàng làm tỳ nữ, bưng trà rót nước. Chỉ như vậy thì cũng thôi đi, đi tìm hắn lý luận thì hắn lại liên tục đá hai cước vào trên mông nàng. Nàng đã từng gặp qua N người không có phong độ, thế nhưng chưa thấy qua người không có phong độ như thế. Nếu không phải không đánh lại hắn thì nhất định nàng đã sớm tiến lên bóp chết hắn rồi. Ta, Trương Huyền đang quanh quẩn một chỗ ở bên ngoài màn ánh sáng, định tìm cơ hội cứu mọi người thì lại nghe thấy đánh giá của đối phương. Hắn không nhịn được lảo đảo một cái. Ta chính trực như thế, thiện lương như vậy, quang minh chính đại như thế. Từ lúc nào đã biến thành hạ lưu vô sỉ, hèn hạ đến cực điểm vậy chứ? Cổ nhân nói, chỉ có nữ tử và tiểu nhân khó nuôi. Quả thật là như thế. Mắng càng hung ác thì nói rõ trong lòng càng có hắn. Ta và ngươi quen biết từ nhỏ, đến bây giờ đã hơn 20 năm. Thế nhưng ngươi chưa từng nhớ nhung ta như vậy. Vừa rồi ta nói, chúng ta không đi ra được, mà thứ ngươi nghĩ nhiều nhất không phải là sợ hãi, mà là đánh cược thắng. Nghe thấy tiếng giống tức giận của nàng, Hình Viễn không những không có cao hứng mà ngược lại còn khẽ lắc đầu. Vừa rồi hắn đã nói, lần này thực sự không đi ra ngoài được. Mà phản ứng đầu tiên của đối phương không phải sợ hãi, mà là đánh cược thắng, thắng tên Trương Huyền kia. Từ điểm này thì hắn đã biết, hắn truy cầu nhiều năm như vậy, địa vị ở trong lòng đối phương còn không bằng gia hỏa mới quen kia. Ta, Ngọc Phi Nhi sững sờ. Chẳng lẽ mình thực sự ưa thích gia hỏa kia, làm sao có thể cơ chứ? Nàng chỉ muốn thoát khỏi thân phận tỳ nữ, đồng thời còn giáo huấn gia hỏa mặt dày, vô sỉ kia một chút mà thôi. Trong lòng xác định lại, đang muốn nói ra thì đã nghe thấy một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền vào màng nhĩ. Khụ khụ, các ngươi đừng ở chỗ này liếc mắt đưa tình nữa. Nhanh thương nghị một chút, xem nên chạy trốn như thế nào mới là vương đạo. Nghe thấy thanh âm này, con mắt Ngọc Phi Nhi trợn tròn một cái. Trương Huyền. Chương 1207, trái tim 1. Mới vừa gọi xong thì nàng lập tức lắc đầu, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng lắc đầu. Làm sao có thể? Bọn họ vừa đánh vừa chạy, tiến vào địa cung không dưới mấy cây số, hơn nữa nơi này lại có nhiều khôi lỗi như vậy. Mà tên kia lại đi tới một địa cung khác, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này cơ chứ? Nhất định là ảo giác. Mới vừa cảm thấy mình sẽ không thích gia hỏa vô sỉ kia thì đã phán đoán ra thanh âm của hắn, còn cảm thấy hắn sẽ cứu người. Thật là mắc cỡ chết người. Vừa rồi ta chỉ thuận miệng hô một câu, các ngươi đều không nghe thấy. Biết không? Gương mặt xinh đẹp phát nóng, Ngọc Phi Nhi khẽ nói. Khụ khụ. Đám người Ngô Trấn liếc mắt nhìn nhau, thực sự không nhịn được nhìn lại rồi nói. Công chúa, có vẻ như, chúng ta cũng nghe được có người nói chuyện. Các ngươi cũng nghe được sao? Ngọc Phi Nhi sững sờ, vội vàng nhìn về hai bên phải trái. Thế nhưng chung quanh ngoại trừ hai đầu khôi lỗi vẫn đang chăm chỉ không ngừng,
vẫn liều mạng công kích màn ánh sáng thì đâu còn có nửa bóng người nào nữa chứ. Ta cũng nghe thấy, nếu như đều nghe thấy có lẽ sẽ không phải là ảo giác a. Hình Viễn cũng gật đầu nói. Mặc dù hắn rất chán ghét vị Trương Huyền kia, thế nhưng ở trong loại tình huống này. Đột nhiên nghe được lời nói của đối phương, trong lòng hắn vẫn cảm thấy hết sức kích động. Được rồi, không phải là ảo giác, ta là Trương Huyền, đặc biệt tới cứu các ngươi. Hiện đang dùng bí pháp, mới đưa được thanh âm truyền tới, bản thân còn đang ở bên ngoài. Thấy mình đã nói chuyện mà đối phương lại không tin, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục truyền âm qua đó. Hiện tại hắn là vu hồn, một khi hiện hình, không nói tới việc sẽ hù dọa những người này, nhất định cũng sẽ bị khôi lỗi công kích, cho nên, cũng chỉ có thể truyền âm mà thôi. Người ở bên ngoài, Thiên Lý truyền âm. Đám người Hình Viễn trợn mắt. Loại năng lực cách nhau mấy cây số có thể truyền âm, hơn nữa còn rõ ràng như thế này, coi như cường giả hóa phàm bát trọng cũng rất khó làm được a. Chẳng lẽ, Trương Huyền đã có loại thực lực này hay sao? Cứu thế nào, người có biện pháp gì không? Biết Trương Huyền đã biết tình huống của bọn hắn, đồng thời cũng định tới cứu, Ngọc Phi Nhi nhẹ nhàng thở ra một hơi, không nhịn được hỏi một câu. Mặc dù tên này rất làm cho người ta chán ghét, thế nhưng bản lĩnh thật sự không tồi một chút nào. Nếu không, cũng không có khả năng liên tục khiến cho nàng ăn thiệt thòi, lại không thể làm gì như vậy. Ta hết cách rồi, cho nên mới thương nghị cùng các ngươi a. Trương Huyền truyền âm. Hắn thật sự không có biện pháp gì khác. Nơi này không lớn lại có chừng hơn 20 đầu khôi lỗi cấp bậc thánh vực, phù hồn của hắn còn có thể lặng lẽ không một tiếng động ra vào. Nếu như muốn cứu những người này ra ngoài, chỉ sợ còn chưa đi xa thì sẽ bị vây chặt, đến chết cũng không biết chết như thế nào. Thương nghị, nếu như chúng ta có thể ra ngoài, nhất định đã sớm rời đi. Hình Viễn nói, còn tưởng rằng đối phương có biện pháp nào, không nghĩ tới cũng hoàn toàn không có biện pháp gì cả. Như vậy đi. Các ngươi nói kỹ càng tình huống cho ta nghe một chút. Khi tới đây đã gặp phải cái gì, như vậy ta cũng dễ nghĩ biện pháp. Còn nữa, vừa rồi ta đã thấy được không ít khôi lỗi, dựa theo tình huống bình thường. Có lẽ phải tới vây quét các ngươi, một lần chém giết tất cả. Làm sao tất cả đều rời đi, chỉ còn lại có 2 đầu khôi lỗi ở đây công kích cơ chứ? Trương Huyền hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Nếu nhiều khôi lỗi như vậy cùng nhau tấn công thì nhất định màn ánh sáng đã sớm vỡ vụn. Mà mấy người này cũng đã mất mạng từ lâu, làm sao có thể sống đến bây giờ. Mặc dù khôi lỗi không có trí tuệ gì, thế nhưng cũng biết công kích, tựa như đầu đuổi theo hắn trước đó vậy. Hận không thể xé rách hắn thành từng mảnh nhỏ, tại sao lại dễ dàng buông tha như thế cơ chứ? Nếu như biết nguyên nhân, sau đó lợi dụng, có lẽ sẽ có thể tìm ra được phương pháp cứu mọi người ra. Chúng ta vừa đi vào nơi này thì gặp được những thi nhân khôi lỗi dị linh tộc kia, sau đó vừa đánh vừa lui. Diệp Tiền nói tất cả chuyện từng xảy ra từ trước tới nay một lần. Sau khi bọn hắn từ thềm đá đi vào đã thấy thành thị dưới đất này, vừa mới bắt đầu vẫn còn có chút phấn chấn, ai ngờ còn chưa đi xa thì đã gặp khôi lỗi dị linh tộc. Nơi này hẳn là nơi mà Trương Huyền nhìn thấy có dấu vết chiến đấu. Ở đây, bọn hắn bị vây quét, khôi lỗi cấp bậc thánh vực, đương nhiên bọn hắn không phải là đối thủ của chúng. May mắn mà trên người Hình Viễn và Ngọc Phi Nhi công chúa có rất nhiều bảo vật. Vừa đi vừa lui. Thế nhưng dù vậy, tất cả cũng đều bị trọng thương. Cả đám một mực chạy trốn đến đây, lại tìm được thi thể của Ngô Dương Tử tiền bối, chạm vào cơ quan mà hắn để lại. Cho nên lúc này mới được che chở, xem như có thời gian thở dốc. Nói cách khác, cái màn ánh sáng này thật ra là thứ mà Ngô Dương Tử tiền bối để lại, bảo vệ cho thi thể bản thân không bị dị linh tộc hủy diệt. Chỉ là không nghĩ tới, sau hơn 2.000 năm lại cứu một đám vãn bối đến tìm kiếm hắn. Chỉ là, nhìn bộ dáng của màn ánh sáng này, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt toác. Coi như muốn kiên trì, cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Ai nói những khôi lỗi kia không có vây quét, vừa rồi có hơn 20 đầu khôi lỗi, toàn bộ đều ở nơi này. Nếu không phải có bọn chúng thì cũng không có khả năng màn ánh sáng trở nên mỏng manh như thế, chỉ là. Vì sao bọn hắn lại đi thì chúng ta cũng không biết. Nghe Diệp Tiền nói xong, Ngọc Phi Nhi khẽ nói. Những gia hỏa kia cũng không phải là không có vây công, mà là không phá nổi màn ánh sáng cho nên mới đi mà thôi, không biết lúc nào lại sẽ tới. Mà bọn hắn, một khi rời khỏi màn ánh sáng thì chẳng khác nào sẽ mất đi che chở. Hiện tại át chủ bài trong tay đã được dùng hết, cho dù có người tiếp tế, muốn chạy trốn ra cũng rất khó. Ngươi nói vây công một lúc rồi lập tức rời đi.
Trương Huyền cau mày. Dựa theo đạo lý, chỉ cần đám gia hỏa này kiên trì thì màn ánh sáng cũng đã bị phá vỡ, đám người Ngọc Phi Nhi sẽ khó may mắn thoát khỏi. Vì sao đến thời khắc mấu chốt, nhiều khôi lỗi như vậy lại rời khỏi, chỉ để lại hai đầu tiếp tục? Mọi người gật đầu. Đại khái là rời đi lúc nào? Trương Huyền cau mày. Vừa rồi, cũng là hơn 10 phút trước a. Diệp Tiền nói. Hơn 10 phút trước, khi đó ta và Lạc Thất Thất mới từ địa cung kia đi ra. Lông mày nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến một việc, Trương Huyền tối sầm mặt lại. Chẳng lẽ? Chương 1208, trái tim 2. Chẳng lẽ, đám gia hỏa này đã biết mình phá một cái địa cung khác, muốn đi tới cứu viện? Nguy rồi. Nếu như vậy, nhục thể vẫn ngồi ở thềm đá trên cửa ra địa cung, một khi bị phát hiện ra, còn không phải sẽ trực tiếp bị xé thành bụi phấn hay sao? Các ngươi chờ ở chỗ này, ta sẽ nghĩ một chút biện pháp. Nhục thể của hắn quan trọng hơn tất cả mọi chuyện, dù sao cũng không thể để cho nó xảy ra sai sót. Nói xong, cũng không quản mấy người này mà lập tức xoay người bay đi về chỗ cũ. Ai, ai? Thấy thanh âm của hắn biến mất, kế tiếp lại không có động tĩnh, Ngọc Phi Nhi vội vàng hô lên. Sau khi hô mấy tiếng, cũng không thấy hắn trả lời, nàng tức giận tới mức dậm chân, sắp bạo tạc. Cái gì đây? Nói tới cứu người, người còn không có cứu thì đã biến mất, người muốn làm cái gì cơ chứ? Không để ý tới đối phương đang oán trách, Trương Huyền dùng tốc độ cực nhanh, thân ảnh giống như là một cơn gió phóng về chỗ cũ. Vừa rồi vì đề phòng đối phương phát hiện ra cho nên hắn bay rất chậm, lúc này sợ thân thể xảy ra chuyện cho nên dùng tốc độ cực nhanh, không lâu sau đã trở lại thềm đá. Không có khôi lỗi tới. Trên thềm đá, nhục thể của hắn vẫn còn đang khoanh chân ngồi, cũng không có chút dị dạng nào. Đồng thời cũng không có bất kỳ dấu vết gặp phải công kích gì cả. Chẳng lẽ ta đã đoán sai? Hắn còn tưởng rằng rất nhiều khôi lỗi đã biết tin tức mình phá vỡ một cái địa cung khác cho nên chạy tới hỗ trợ. Không nghĩ tới căn bản không phải là như vậy, Trương Huyền gãi gãi đầu, rất là xấu hổ. Phân thân. Siêu. Phóng phân thân ra, suy nghĩ một chút, lại lấy ra một cái giới chỉ chữ vật, sau đó bỏ thân thể vào trong đó. Thân thể không có linh hồn, cũng không cần hít thở cho nên cũng không tính là sinh mệnh, có thể giống như phân thân, bỏ vào trong giới chỉ chữ vật. Đặt vào giới chỉ chữ vật, để phân thân tùy thân mang theo, như vậy sẽ an toàn hơn không ít. Mặc dù phân thân không quá tin cậy, có đôi khi cũng rất xấu xa. Thế nhưng cửu thiên liên thai cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, những khôi lỗi này có lợi hại hơn nữa, muốn giết chết hắn cũng rất khó làm được. Để hắn chăm sóc thân thể của bản tôn, như vậy chỉ ít cũng có thể bảo đảm an toàn. Ngươi chờ ở chỗ này, ta đi vào xem những khôi lỗi kia muốn làm gì, có chuyện gì thì cũng tiện đối phó. Nói với phân thân một câu, vu hồn lần nữa bay vào bên trong địa cung. Đám khôi lỗi này đã không có đi tới một cái địa cung khác thì nhất định là có chuyện gì đó muốn làm. Bằng không cũng sẽ không có khả năng dừng vây quét đám người Ngọc Phi Nhi lại. Như vậy hắn sẽ đi qua xem đám khôi lỗi kia định làm cái quỷ gì. Bay một hồi, lần nữa đã thấy đám khôi lỗi mà hắn gặp lần đầu tiên, lúc này bọn hắn đã rời khỏi đường cái, đi tới góc thành trấn. Đến đó làm gì cơ chứ? Góc thành trấn không có Dạ Minh Châu chiếu rọi, có vẻ hơi tối. Chẳng qua vài đầu khôi lỗi này không có ý tứ dừng lại mà vẫn trực tiếp đi vào trong, rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm. Minh Lý Chi Nhãn. Trong mắt có từng đạo hoa văn vận chuyển, Minh Lý Chi Nhãn lấp lánh, những nơi trước đó tối đen như mực lập tức trở nên trong suốt. Minh Lý Chi Nhãn, không chỉ có thể nhìn thấu hư ảo, bóng tối cũng không che nổi được nó. Lần nữa nhìn thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, Trương Huyền tiếp tục đi theo. Đám khôi lỗi này rất nhanh đã đi ra khỏi thành trấn, đi tới gần một dòng sông. Hẳn là con sông ở phía trên. Nhìn thoáng qua, Trương Huyền nhướng mày. Con sông này có lẽ là cùng một con sông ở bên trên. Thế nhưng không nghĩ tới uốn lượn xoay quanh lại chạy tới nơi này. Chỉ là, bọn hắn không đi vây công đám người Ngọc Phi Nhi mà chạy tới gần sông làm gì. Soạt! Đang kỳ quái thì chỉ thấy một đầu khôi lỗi đã dẫn đầu đi vào dòng sông. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Khôi lỗi vừa tiến vào thì đã nghe thấy thanh âm cơ lò xo vang lên, lập tức ở giữa dòng sông có một cái đài lớn chậm rãi xuất hiện. Đài lơ lửng, rất là tà khí. Một đạo sát lục chi khí khiến cho người ta có cảm giác như đang chống cự hung thú dâng lên, khiến cho Trương Huyền không kìm lòng được thân thể trầm xuống. Ngay cả linh hồn cũng có thể công kích sao?
Linh hồn vội vàng vận chuyển thiên đạo công pháp, lúc này mới khôi phục lại, con ngươi không kìm lòng được mà co rụt lại. Hiện tại hắn là vu hồn, vô hình vô chất, không nghĩ tới cái đài kia cũng có thể làm cho hắn xém chút nữa đã rơi xuống, tà khí trong đó quá mạnh mẽ, có thể nói quá là kinh khủng. Sĩ linh tộc còn sống trước đó Hồng Sư tìm tới so sánh với thứ này quả thực không là cái gì. Rốt cuộc là cái gì cơ chứ? Hoa văn trong đôi mắt của hắn càng ngày càng nhiều, tiếp tục nhìn lại về phía đài, lập tức nhìn thấy chỗ không đúng. Trên cái đài không lớn có một đồ vật lớn như quả dưa hấu, không ngừng nhúc nhích, chậm rãi nhảy lên, thanh âm giống như sấm rền. Trái tim, thân thể Trương Huyền run rẩy một cái. Ở trung tâm bệ đá, không ngờ lại cúng bái một trái tim đỏ tươi. Nơi này tại sao có thể có trái tim cơ chứ? Quan trọng nhất là, còn đang nhảy lên. Trong lúc hắn đang cảm thấy kỳ quái, chỉ thấy khôi lỗi thứ nhất đi vào ao nước đã đi tới trước đài rồi quỳ xuống. Siêu siêu. Trong lúc tim đập, linh khí trong nước hồ bị rút ra, trực tiếp rót vào trên người hắn. Khôi lỗi vừa rồi thoạt nhìn có chút hữu khí vô lực thì một lát sau đã tinh khí 10 phần, lần nữa có động lực. Đây là bổ sung lực lượng. Trương Huyền siết chặt nắm tay. Chương 1209, đánh thành bánh quai trèo 1. Người tu luyện liên tục thi triển công kích sẽ mệt bở hơi tai, không có khí lực, huống chi là khôi lỗi. Trong cơ thể thứ này có tụ linh trận, dựa vào linh khí hoặc là linh thạch để vận chuyển. Nếu như tiêu hao quá lớn thì cũng sẽ mất đi năng lượng mà ngừng vận chuyển. Khó trách đám người Ngọc Phi Nhi lại nói, trước đó có hơn 20 đầu khôi lỗi liên hợp tiến công các nàng. Về sau đều rời đi, hóa ra liên tục công kích màn ánh sáng làm cho bọn hắn tiêu hao sạch năng lượng. Vì vậy mới tới đây tiến hành bổ sung. Linh mạch trong lòng đất này hội tụ linh khí trong hơn ngàn cây số chung quanh, dùng để bổ sung năng lượng quả thực rất nhanh, thế nhưng cũng không có khả năng dễ dàng khiến cho khôi lỗi triệt để khôi phục như thế. Trái tim này có gì đó kỳ quái. Khôi lỗi hấp thu năng lượng, duy trì vận chuyển, giống như người tu luyện hao hết lực lượng khôi phục lại vậy. Cũng cần thời gian tích lũy. Chuyện chỉ trong mấy hơi thở đã triệt để khôi phục xong xuôi, thực sự quá mức quỷ dị. Xem ra, tất nhiên có quan hệ với trái tim này. Trong nước sông duy trì linh khí lại có chứa đựng một quả trái tim ngập sát lục chi khí, Trương Huyền càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái, từ trên sống lưng toát ra mồ hôi lạnh. Thực sự quá quỷ dị. Cô cục cục. Trong lúc đang nghi hoặc thì lại một dị linh tộc đi tới, nương theo trái tim nhúc nhích, tên này cũng khôi phục lại khí lực, tinh khí. Nguy rồi. Nhìn thấy khôi lỗi đi tới liên tiếp khôi phục thể lực, trong lòng Trương Huyền lập tức cảm thấy nặng nề. Nếu cứ tiếp tục như vậy, những khôi lỗi này sẽ rất nhanh khôi phục lại. Đến lúc đó lại đi công kích đám người Ngọc Phi Nhi, đám người các nàng hẳn sẽ phải chết không nghi ngờ. Nhất định phải cứu bọn họ ra trước khi đám khôi lỗi này hoàn toàn khôi phục thể lực, trực tiếp chạy trốn. Siết chặt nắm tay. Đám người kia, toàn bộ đều ở đây để khôi phục thể lực, đây là một cơ hội tốt, một khi bỏ lỡ. Chờ tới khi toàn bộ bọn hắn quay lại, khi đó còn muốn cứu người sex không khả năng. Thế nhưng, coi như nhiều khôi lỗi như vậy vắng mặt thì bên kia vẫn có hai người ở lại, ta cũng không chiến thắng nổi. Coi như chỗ kia chỉ có hai đầu thì cũng không phải là số lượng mà hắn có thể chống lại. Lại nói, một khi chiến đấu, tất nhiên sẽ gây ra năng lượng ba động, chỉ sợ còn chưa có chạy trốn thì đã bị các khôi lỗi khác kia vây quanh. Đến lúc đó, coi như muốn chạy trốn, cũng không thể ra sức được. Hắn có thể chém giết đầu khôi lỗi trước đó là bởi vì có Lạc Thất Thất phối hợp, còn mượn bảo vật luyện khí như Hồng Viêm Đỉnh. Hiện tại tiểu thất và thứ này đều vắng mặt, muốn giết hai đầu. Hầu như là không có cách nào làm được a. Nói cho cùng, thực lực của hắn vẫn quá thấp. Đúng rồi, có thể làm như vậy. Xoa xoa mi tâm, đang không biết nên làm sao bây giờ thì đột nhiên tinh thần khẽ động, một suy nghĩ xuất hiện trong đầu hắn. Cẩn thận cân nhắc một lần, hai mắt càng ngày càng sáng. Tinh thần khẽ động, trực tiếp bay về chỗ cũ. Một lát sau, hắn một lần nữa bay trở về. Lần này, đồng thời hắn cũng không có đi tới tế đàn chỗ đám người Ngọc Phi Nhi đang ở mà là tìm một nơi không có khôi lỗi rồi dừng lại. Tinh thần khẽ động, phân thân xuất hiện ở trước mắt hắn. Vừa rồi trở về hắn đã dùng giới chỉ chữ vật kéo phân thân đi qua đây. Ngay sau đó tinh thần lần nữa khẽ động, một thi thể cao lớn lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Là đầu khôi lỗi trước đó hắn giết ở địa cung bên kia. Vu hồn nhập thể. Hít sâu một hơi, Trương Huyền thấp giọng hô trong lòng. Siêu siêu. Vu hồn lập tức chui vào trên người khôi lỗi đang nằm dưới đất.
Những khôi lỗi này giống như vô hồn kim nhân lúc trước vậy, thuộc về luyện chế từ người sống, muốn dung hợp cũng không tính là quá khó khăn. Chỉ là sát lục chi khí trong đó quá thịnh, cũng chỉ có thiên đạo vu hồn như hắn mới có thể đi vào. Đổi lại là vu hồn sư khác, chỉ sợ còn chưa tới gần thì đã bị đánh tan hồn phách, tử vong tại chỗ rồi. Kéo kẹt, hồn phách chui vào trong thân thể, khôi lỗi vốn đang nằm dưới đất lắc lư một cái, giãy giụa rồi đứng lên. Quả nhiên có thể thực hiện được. Khẽ cười một tiếng, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vừa rồi hắn đang cân nhắc nên cứu người như thế nào thì đột nhiên nhớ tới bên trong giới chỉ chữ vật của hắn còn có cỗ thi thể này. Mặc dù cỗ khôi lỗi này đã bị bổ đầu xuống, thế nhưng hẳn là có thể dung hợp linh hồn. Mà chỉ cần linh hồn phụ thể thì đã có thể hành động giống như trước đây, có lẽ sẽ có thể lừa gạt được đối phương, thừa cơ cứu người đi. Khôi lỗi bị vu hồn phụ thể, xoay người từ dưới đất nhặt lấy cái đầu, lại đặt ở trên cổ, lại nhìn quanh một vòng. Sau khi thích ứng một chút, phát hiện ra muốn đi lại hoàn toàn không có vấn đề, lúc này hắn mới mang theo vẻ mặt hưng phấn đi đến tế đàn. Mới vừa đi vài bước thì phanh, đầu đã đâm vào trên một cái xà ngang cách đó không xa, đầu lăn ra thật xa. Trương Huyền luống cuống tay chân chạy tới, lần nữa nhấc đầu lên, gắn lên trên cổ. Vu hồn chui vào khôi lỗi quả thực khiến cho người ta nhìn không ra thật giả, khuyết điểm duy nhất chính là lúc trước hắn đã cắt bỏ đầu của đối phương. Cho nên cái đầu này có chút không ổn định, vừa đi một bước đã rơi mất. Đành phải giữ a. Thấy đầu càng đi thì càng rung lắc, bất cứ lúc nào cũng sẽ để lộ ra manh mối. Hắn bất đắc dĩ xòe bàn tay ra, một tay đỡ lấy đầu, sau đó lại nhanh chân đi về phương hướng tế đàn. Vừa rồi từ nơi ẩn nấp cho tới tế đàn đã không xa, không lâu sau hắn đã đến gần. Xong. Đám người Ngọc Phi Nhi đang ngồi ở tại chỗ chờ mong Trương Huyền tới cứu người thì đã thấy một đầu khôi lỗi đang ôm đầu đi tới, vẻ mặt tất cả đều trầm xuống. Hai đầu khôi lỗi luân phiên công kích đã khiến HCO màn ánh sáng bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt toác. Nếu như lại có một đầu tới, nhất định sẽ không kiên trì nổi. Chỉ là dáng dấp của khôi lỗi này có chút cổ quái, không nói tới việc đầu không đứng đắn mà lại còn dùng một cái tay để vịn, thoạt nhìn dấp tơ láp quỷ dị. Khôi lỗi nghiêng đầu rất nhanh đã tới gần, vỗ vỗ bả vai của hai đầu khôi lỗi đang tấn công. Hai đầu đang tấn công ngừng lại, hai con mắt trợn trừng. Giống. Khôi lỗi nghiêng đầu chỉ về phía sau, ngay sau đó đám người Ngọc Phi Nhi đã thấy dưới ánh sáng của Dạ Minh Châu chiếu rọi cách đó không xa có một đạo thân ảnh nhân loại đang rón rén đi tới bên này. Là, Trương Sư. Thấy rõ ràng bộ dáng của bóng người, tất cả mấy người đều rất là sốt ruột. Bọn họ đã gặp kẻ ngốc. Thế nhưng chưa từng thấy qua người ngốc như thế a. Chương 1210, đánh thành bánh quai trèo 2. Người đã muốn cứu người, bất kể nói thế nào cũng phải che giấu dấu vết a. Trực tiếp từ dưới bóng của Dạ Minh Châu đi tới gần, đây không phải là chờ bị phát hiện hay sao? Mấu chốt nhất là, bị đầu khôi lỗi nghiêng đầu này phát hiện ra, còn không trốn đi, còn mang theo vẻ mặt ngốc nghếch đi tới, người đang ngại chết không đủ nhanh hay sao? Người không phải đi cứu người, mà là đang đi chịu chết a. Giống. Suy nghĩ còn không có kết thúc thì hai đầu khôi lỗi cũng đã phát hiện ra Trương Huyền. Cả hai tức giận đến mức nổi giận giống một tiếng, một đầu trong đó bàn chân đạp mạnh lên trên mặt đất, bỗng nhiên chạy qua chỗ hắn. Đối mặt với công kích, Trương Huyền bị dọa đến mức biến sắc, vừa mới chạy trốn thì đã bị khí thế tập trung lại. Dù làm thế nào cũng không trốn được, bị một quyền của khôi lỗi đánh trúng đầu. Phanh. Khuôn mặt biến thành một tấm bánh rán, thân thể nặng nề ngã xuống trên mặt đất. Trương Sư, Trương Huyền, không nghĩ tới người còn chưa đến gần thì đã bị đánh bể đầu, thân thể tất cả đám người Hình Viễn, Ngô Chấn run rẩy một cái, thiếu chút nữa đã ngất đi. Vừa rồi đối phương còn nói muốn đi qua cứu người, kết quả vừa mới lộ diện một cái đã bị đánh chết. Không phải ngươi muốn tới cứu người, mà là đến tìm cái chết a. Ngươi không phải, lợi hại hay sao? Ta còn chưa có thắng đánh cược a, ngươi không thể chết. Hai mắt Ngọc Phi Nhi ửng hồng, lên tiếng giống to. Đây rốt cuộc là cái gì chứ? Không phải ngươi bắt nạt ta rất dễ hay sao? Làm sao vừa gặp khôi lỗi như thế, ngay cả một chiêu cũng không có chống lại thì đã bị đánh bể đầu, ngươi có thể mạnh mẽ hơn một chút hay không? Tu luyện ở Hóa Thanh chỉ làm cho bản thân luyện thành thi thể, vốn nàng cho rằng đối phương sẽ trở nên thông minh hơn một chút. Kết quả? Người còn chưa có cứu được thì đã bị đánh bể đầu. Mấy người khổ sở, thương tâm, khôi lỗi dùng một quyền đánh nổ đầu Trương Huyền khẽ lắc đầu,
không tiếp tục để ý tới gia hỏa đã chết mà lập tức xoay người quay trở về. Còn chưa đi xa thì đã thấy Khôi Lỗi nghiêng đầu tiếp tục chỉ về phía sau hắn. Khôi Lỗi nhướng mày, vừa quay đầu, chỉ thấy tên vừa rồi, chẳng biết từ lúc nào đã một lần nữa đứng lên. Trên cổ mang theo cái đầu dẹt như là bánh, không ngừng lay động ở bên trong ánh sáng yếu ớt, mặc dù run run rẩy rẩy, thế nhưng vẫn đứng không ngã. A, à, cái này, đám người Hình Viễn, Ngô Trấn đang đau lòng, tất cả đều há hốc miệng, mở to hai mắt ra nhìn. Đầu đã dẹp thành như vậy, ngươi còn có thể đứng lên, ngươi. Chúng ta không có nhầm đó chứ. Hắn, không chết. Đôi mắt thanh tú của Ngọc Phi Nhi cũng trợn tròn, triệt để choáng váng. Chẳng lẽ, lại là xác chết vùng dậy? Môi đỏ run rẩy, nàng không nhịn được nói. Trương sư này lần trước ở trong hóa thanh trì đã lừa dối qua một lần, thừa dịp nhóm người mình không chú ý mà lặng lẽ bỏ vào ao nước. Không phải lần này sẽ lại như thế, đầu bị đánh phát nổ. Lại còn xác chết vùng dậy rồi đứng lên a. Xác chết vùng dậy một lần cũng đã làm cho người ta cảm thấy quái lạ, không rõ ràng cho lắm, thế mà lại liên tục hai lần. Nhà ngươi mở cửa hàng xác chết vùng dậy hay sao? Giống. Mọi người choáng váng, vẻ mặt Khôi Lỗi càng ngây ngốc, sau đó hắn cắn răng xoay người đi tới, đá ra một cước. Một cước đạp tới, ngực Trương Huyền, xác chết vùng dậy, lập tức xẹp đi, lần nữa bay ngược ra, mắt thấy không sống được nữa. Thấy lần này đã giết chết không sai biệt lắm, lúc này Khôi Lỗi mới hài lòng gật đầu. Vừa mới chuyển thân muốn rời đi thì lại lần nữa nhìn thấy Khôi Lỗi có cái cổ siêu vẹo dùng vẻ mặt hoảng sợ chỉ về phía sau. Vội vàng xoay người, quả nhiên lại nhìn thấy bóng người ngực xẹp xuống lại lần nữa đứng lên, hai tay cắm ở trên lưng, giống như không có việc gì vậy. A hát a hát a hát. Đám người Ngọc Phi Nhi, Hình Viễn đã khổ sở khó chịu nổi, mỗi một người đều hung hăng bạt tay mình, cảm thấy có phải mình đã nhìn lầm hay không. Cái này, con mẹ nó là tình huống gì đây? Đầu biến thành bánh rán không chết thì cũng thôi đi, thế nhưng ngực đã biến thành trang giấy, còn có thể đứng lên. Ngươi đang chơi đùa chúng ta sao? Hô! Không nghĩ tới liên tục tiến công hai lần mà tên này chưa chết, Khôi Lỗi cũng tức giận oa oa kêu loạn. Lại một lần nữa chạy qua, quyền đấm cước đá một hồi. Bản thân Trương Huyền đã bị trọng thương cho nên đâu còn chịu nổi nữa, lập tức bị đánh cho tới mức hoàn toàn thay đổi. Đầu thiếu đi nửa bên, thân thể đã biến thành một tấm mỏng. Xương đùi, xương tay cũng bị dẫm nát bấy. Thấy tên này bị đạp thành thịt nát, lúc này Khôi Lỗi mới thở phào nhẹ nhõm, dùng vẻ mặt hài lòng lần nữa xoay người lại, đi về chỗ cũ. Hắn còn chưa đi xa thì lại lần nữa nhìn thấy Khôi Lỗi nghiêng đầu chỉ về phía sau hắn. Khôi Lỗi này tức giận tới mức oa oa kêu loạn, hắn bỗng nhiên quay đầu, quả nhiên lại nhìn thấy bóng người bị đạp cho biến dạng chẳng biết từ lúc nào lại đứng thẳng lên, hai tay cắm ở trên lưng, bên trong đôi mắt chen chúc. Ở chung một chỗ dường như có vẻ chế giễu. Ta, con mẹ nó. Đây quả thật là Trương sư hay sao? Con mẹ nó, đánh thế nào cũng không chết. Không phải ta đang nằm mơ đó chứ? Đám người Ngọc Phi Nhi, Hình Viễn, Ngô Trấn, Diệp Tiền càng ngây ngốc, tất cả đều cảm giác sắp phát điên rồi. Khôi Lỗi đã dùng nhiều tuyệt chiêu như vậy, mỗi một chiêu đều chí mạng. Đầu bị dánh nổ, nói là xác chết vùng dậy, hiện tại thân thể cũng đã vặn vẹo thành bánh quai trèo. Lại không có một chút hình người nào. Thế mà vẫn còn có thể một lần nữa đứng lên, chỉ sợ cũng không phải đơn giản là xác chết vùng dậy như vậy a. Ngươi đã gặp qua tình huống thi thể đã biến thành như vậy mà còn có thể đứng lên sao? Chương 1211, Trương Huyền cảm ơn. 1. Lục công chúa, người kiến thức rộng rãi, có biết đây là chuyện gì hay không? Nuốt nước bọt, Hình Viễn không nhịn được nói. Ta. Ngọc Phi Nhi sắp phát khóc. Mặc dù nàng là công chúa, đã đọc qua không ít bí tịch hoàng gia, cũng đã từng nghe nói không ít bí thuật của hoàng gia có thể giúp người ta đạt tới tình trạng bị đánh cho dẻo quẹo như cao su này. Thế nhưng chuyện còn có thể đứng lên, dù có nằm mơ cũng không nghĩ ra a hát. Ngươi thì sao? Tiếp đó nàng lại nhìn về phía Ngô Trấn. Vị này am hiểu cơ quan Khôi Lỗi, có lẽ có thể nhìn ra cái gì khác thường. Ta! Khóe miệng không ngừng co giật, da mặt Ngô Trấn run rẩy. Đúng là hắn hiểu cơ quan, thế nhưng đối với loại quái vật này, cũng rất lơ ngơ, vẻ mặt không rõ ràng cho lắm a hát. Mấy người nổi điên, hai đầu Khôi Lỗi thì càng phát điên hơn. Đánh thành như vậy mà còn có thể đứng lên, ngay cả đánh rắm cũng không có, người có còn là người nữa hay không? Siêu siêu siêu. Dường như Khôi Lỗi nghiêng đầu cũng rất là hoảng sợ, vỗ vỗ bả vai một Khôi Lỗi khác,
lại chỉ về hướng gia hỏa bị đánh dẹp kia, ý tứ là bảo hắn cũng đi qua hỗ trợ. Khôi lỗi trần chờ một chút, gật gật đầu, cũng trực tiếp vào tới chỗ của tên kia. Hai đầu khôi lỗi mang theo sát ý điên cuồng, vây kín. Chỉ là, lần này Trương Huyền vẻ mặt đã vặn vẹo cũng không phải là tiếp tục chờ bị đánh, mà là đã xoay người bỏ chạy. Siêu! Thân thể nhoáng một cái đã biến mất ở trong bóng đêm. Giống, giống. Không nghĩ tới đã bị đánh tới mức dẹp như vậy mà còn có thể chạy nhanh như vậy, hai đầu khôi lỗi sắp phát điên. Hai chân đạp xuống, vội vã đuổi theo, rất nhanh cũng đã biến mất ở trong bóng tối. Hiển nhiên đám người Ngọc Phi Nhi cũng không nghĩ tới tên này đã bị đánh thành như vậy mà còn có thể chạy, vẻ mặt của bọn họ lại càng choáng váng. Ngươi đã có thể chạy, như vậy vừa rồi ngươi làm gì vậy? Hiện tại sắp bị đánh chết rồi mới đi, không phải là tự mình muốn chết đó chứ? Mau mở lồng ánh sáng ra, tranh thủ thời gian rời khỏi. Trong lúc đang không rõ ràng cho lắm thì đã nghe thấy thanh âm của Trương Huyền vang lên. Tất cả đều sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại về phía thanh âm, người nói chuyện lại là đầu khôi lỗi nghiêng đầu kia. Trương Sư! Hai mắt mấy người trợn tròn nhìn về phía khôi lỗi trước mắt. Là ta, vừa rồi ta đã dùng bí pháp, lừa gạt hai gia hỏa kia rời đi. Các ngươi nhanh theo ta đi, nếu không, chờ các khôi lỗi khác đến, khi đó sẽ không còn kịp nữa. Khôi lỗi nghiêng đầu vội vàng nói. Ngươi, thật là Trương Sư sao? Thấy tên này một tay giữ chặt đầu, vẻ mặt hung ác, mọi người nhìn thế nào cũng không thể tin được. Vừa rồi rõ ràng bọn hắn đã nhìn thấy đối phương bị đánh thành bánh thịt, làm sao? Lại biến thành khôi lỗi. Coi như là người am hiểu ngụy trang nhất cũng không ngụy trang tới mức khoa trương như vậy à. Là ta, người đánh cực bị thua ta, đến bây giờ vẫn còn là tỷ nữ của ta à. Biết thời gian không chậm trễ nổi, bộ dáng này của bản thân khiến cho đối phương hoài nghi cũng rất là bình thường, Trương Huyền không dám do dự, nói ra một câu, lại lần nữa nhìn về phía Hình Viễn. Ngươi lúc ở Hóa Thanh Trì đã tới tìm ta, muốn ta nhận thua. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi là Trương Huyền. Ngọc Phi Nhi hơi đỏ mặt, Hình Viễn càng đen mặt lại. Chuyện Ngọc Phi Nhi trở thành tỷ nữ, người biết không nhiều, chuyện Hình Viễn đánh cược cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Nếu như không phải Trương Sư thì nhất định sẽ không có khả năng nói ra rõ ràng như thế. Siêu. Xác nhận thân phận, không cần phải nói nhảm nữa, Ngọc Phi Nhi nhẹ nhàng vỗ một cái, màn ánh sáng ở chung quanh lập tức biến mất. Đi. Biết phân thân nhiều nhất chỉ có thể kéo dài đối phương được một lúc, Trương Huyền ôm đầu, nhanh chân chạy về phía trước. Đi hai bước, phát hiện ra không có người đuổi theo, hắn vội vàng quay đầu, chỉ thấy bốn người vẫn còn ngồi dưới đất, khuôn mặt từng người trắng bệch. Làm sao vậy? Hắn quay đầu nhìn lại. Thương thế của chúng ta có chút nặng, có khả năng. Không đi được nữa rồi. Trên mặt đám người Hình Viễn, Ngọc Phi Nhi tràn ngập vẻ xấu hổ. Đối phương tốn tâm huyết lớn như thế đi qua cứu người, kết quả bọn hắn lại bởi vì thương thế quá nặng cho nên ngay cả đứng lên cũng không nổi, thực sự rất là xin lỗi đối phương. Có khả năng chúng ta không đi được, làm phiền ngươi mang thi thể Ngô Dương Tử tiền bối về, nói cho học viện biết. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng cũng không có làm mất mặt của học viện. Hình Viễn cắn răng nói. Thương thế của bọn hắn nặng như vậy, khoảng cách giữa nơi này với thềm đá chỉ ít cũng có 7, 8 cây số. Coi như muốn chạy trốn thì cũng không trốn thoát. So với việc trốn không thoát còn không bằng để hắn mang thi thể về, chỉ ít cũng có thể chứng minh, cho dù bọn hắn chết thì cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, mà không phải cái gì cũng không làm được. Kéo thi thể thì làm được cái gì chứ? Không nghĩ tới lúc này rồi mà tên này còn nói lời này, Trương Huyền lắc đầu, kết quả trong lúc không giữ đầu, cái đầu lập tức rớt xuống. Hắn vội vàng nhặt lên, lần nữa gắn ở trên cổ, lại quay đầu nhìn về phía Ngô Trấn. Còn có rượu không? Rượu. Sửng sốt một chút, Ngô Trấn khẽ gật đầu, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cái hổ lô ra ngoài. Hắn cũng thích uống rượu cho nên trên người thường xuyên có chuẩn bị. Tiện tay tiếp nhận, tinh thần Trương Huyền khẽ động. Câu thông với, thi thể, bên trong giới chỉ chữ vật. Hắn hiện tại chỉ là vu hồn, trong cơ thể không có thiên đạo chân khí, muốn hấp thu thì cũng chỉ có thể dựa vào nhục thể mà thôi. Đổi là lại trước đó, trước tiên phải thả thân thể ra, sau đó hồn phách đi vào thân thể thì mới có thể làm được. Thế nhưng hiện tại nhục thể có thể làm được vô niệm vô tưởng, coi như ở trong giới chỉ chữ vật thì cũng có thể phóng thích chân khí ra. Cô cục cục, liên tục rót vào 7, 8 đạo chân khí vào bên trong hồ lô rượu, lúc này hắn mới đưa tới trong tay Ngọc Phi Nhi.
Nhanh uống mấy ngụm. Chương 1212, Trương Huyền cảm ơn. 2. Mặc dù không biết ý tứ của hắn, thế nhưng thấy khuôn mặt hắn ngưng trọng, Ngọc Phi Nhi không dám chần chờ mà vội vàng mở nắp bình ra rồi uống vào. Rượu ngon vào bụng, nàng lập tức cảm thấy có một dòng nước nóng lưu chuyển toàn thân, không tới hai hô hấp, thương thế cực nghiêm trọng trước đó đã trở nên tê dại, triệt để khôi phục. Cái này, nhìn thân thể đã khôi phục, hai mắt Ngọc Phi Nhi choáng váng. Cái này chẳng lẽ, chính là thánh dược chữa thương mà Ngô Trấn đã nói tới. Thực sự có công hiệu lợi hại như vậy sao? Vội vàng đưa rượu thuốc cho ba người khác uống vào, rất nhanh đã hoàn toàn khôi phục. Hình Viễn, thu hồi thi thể Ngô Dương Tử tiền bối, đi mau. Thấy mọi người đã khôi phục, Ngọc Phi Nhi nói một câu. Sau đó mấy người vội vã đi theo sau lưng Trương Huyền, đi thẳng về phía trước. Thân thể đã khôi phục, tốc độ của mọi người cực nhanh. Điểm thiếu sót duy nhất chính là, Trương Huyền phải không ngừng đỡ lấy cái đầu, nếu không, không cẩn thận sẽ ngã xuống. Nhanh lên nữa. Biết thời gian không đợi người, Trương Huyền không để ý tới nhiều như vậy mà dỡ đầu xuống, lại lấy hai tay ôm ở trước ngực, dẫn đầu xông về trước. Mặc dù linh hồn còn không có hoàn toàn phù hợp với khôi lỗi, thế nhưng khôi lỗi lại có thực sự quá mạnh, lực lượng cấp bậc thánh vực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cho nên chỉ cần đạp mạnh lên trên mặt đất là đã có thể bay lượn thật xa. Đám người Ngọc Phi Nhi cũng dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng đuổi theo được. Không lâu sau, bốn người một khôi lỗi đã chạy ra được gần 2-3 cây số, khoảng cách với thềm đá càng ngày càng gần. Mọi người nhanh lên, chỉ cần chạy ra khỏi thềm đá thì sẽ an toàn. Trương Huyền thúc giục, đi vào thềm đá là có thể một lần nữa bố trí trận pháp, chặn lại đối phương. Như vậy cũng cho thấy mọi người có thể bỏ trốn mất dạng. Giống. Đang chạy như điên thì đã nghe thấy một tiếng gầm lên giận dữ, tốc độ của bọn hắn quá nhanh, rốt cục đã dẫn tới các khôi lỗi khác chú ý. Nương theo tiếng giống này, chung quanh mọi người lập tức có bóng người, rất nhiều khôi lỗi trước đó đi tới dòng sông bổ sung năng lượng đã lao đến, chặn đường ra ngoài. Nguy rồi. Khuôn mặt Trương Huyền trầm xuống. Vừa rồi hắn chỉ lo lắng đám người kia bổ sung lực lượng xong sẽ một lần nữa trở về. Sắp không có thời gian, thế nhưng không nghĩ tới, vẫn chậm mấy chục hô hấp. Làm sao bây giờ? Không nghĩ tới vừa trốn tới đây lại bị nhiều khôi lỗi như vậy vây quanh, khuôn mặt của Ngọc Phi Nhi đám người đều trắng bệch. Trước đó bọn họ còn nắm giữ rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, có thể chống đỡ được. Thế nhưng hiện tại thủ đoạn đã dùng hết, lại bị vây ở đây, còn chạy trốn như thế nào nữa chứ? Giống. Trương Huyền tiến về phía trước một bước, dường như đang muốn giải thích cái gì đó thì một đầu khôi lỗi đã bỗng nhiên lao đến, dùng một cước đạp lên trên người hắn. Phanh! Đầu và thân thể tách rời, thân thể bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã xuống mặt đất. Những khôi lỗi này, còn có thể phân rõ địch ta. Còn người Trương Huyền co rụt lại. Thân thể hiện tại của Trương Huyền vẫn là đầu khôi lỗi kia, mặc dù thỉnh thoảng đầu sẽ rơi, thế nhưng ngoại hình giống nhau các khôi lỗi khác như đúc. Tất cả mọi người đều là khôi lỗi, dựa theo tình huống bình thường, hẳn sẽ không nhận ra được mà sẽ xem nó như đồng bạn, thừa cơ lừa dối qua ải. Mà bây giờ lại trực tiếp ra tay, nói cách khác, đối phương có thể phân biệt ra được. Khôi lỗi không phải là một loại cơ quan, không có trí tuệ của mình hay sao? Làm sao có thể phân rõ địch ta cơ chứ? Đáng giận! Bàn tay vỗ lên trên mặt đất, khôi lỗi không đầu lần nữa đứng lên, vọt tới chỗ đầu khôi lỗi công kích hắn. Quyền phong gào thét, lực lượng toàn thân tuôn trào ra. Phanh! Quyền trưởng ngạnh kháng, khôi lỗi không đầu lần nữa bay ra ngoài. Coi như thực lực của khôi lỗi mạnh mẽ, thế nhưng cấp bậc hồn lực của Trương Huyền cũng chỉ có hợp linh cảnh đỉnh phong, không phát huy ra được thực lực mạnh nhất. Vì vậy đương nhiên cũng không phải là đối thủ của đối phương. Kéo kẹt, bên này giao chiến, rất nhiều khôi lỗi còn lại cũng vây đám người Ngọc Phi Nhi lại. Bất cứ lúc nào cũng sẽ vây giết bọn họ. Nếu cứ để như vậy, nhất y đinh bọn hắn sẽ phải chết. Hiện tại Trương Huyền là vu hồn, có lẽ còn có thể chạy trốn giữ tính mạng. Thế nhưng đám người Ngọc Phi Nhi, tất nhiên sẽ không có cơ hội đào tẩu, trực tiếp bị giết chết tại đương trường. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứu nửa ngày mà lại thất bại trong gang tấc? Đụng một cái. Đang không biết nên làm như thế nào cho phải thì đột nhiên nhớ tới trái tim to lớn vừa rồi hắn nhìn thấy ở dòng sông, cùng với bộ dáng kính sợ chiều bái của những khôi lỗi này, một ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn, hắn cắn răng. Các ngươi đã muốn ta chết, vậy thì mọi người cùng nhau chết,
hiện tại ta sẽ bóp nát trái tim kia, để cho mọi người đồng quy vô tận. Quát to một tiếng, Trương Huyền khống chế khôi lỗi, bỗng nhiên nhảy lên, trực tiếp phóng đi về phương hướng dòng sông. Giống, 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 giống. Nghe thấy hắn la lên, lại nhìn thấy phương hướng hắn tiến lên, rất nhiều khôi lỗi đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức nổi điên, lại không để ý tới giết chết đám người Ngọc Phi Nhi nữa mà vội vã đuổi theo. Các ngươi đi mau, không cần phải để ý đến ta. Thấy đám người kia quả nhiên rất chú trọng tới trái tim kia, đuổi theo mình. Trương Huyền còn ở trên không trung không nhịn được nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại hét lớn với đám người Ngọc Phi Nhi. Trương Sư, Trương Huyền, không nghĩ tới Trương Sư vì cứu bọn họ mà một thân một mình dẫn tất cả khôi lỗi đi, trong lòng đám người Ngọc Phi Nhi, Hình Viễn đều cảm thấy căng thẳng, hốc mắt ửng hồng. Nếu như nói trước đó đối với hắn có chút thù hận, thậm chí ghen ghét, mà bây giờ, tất cả đều biến thành cảm kích. Vì cứu bọn họ, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, thậm chí biết rõ cửu tử nhất sinh cũng vẫn không quan tâm. Khó trách vị Trương Sư này có thể khiến cho học sinh của hắn kính trọng như thế. Có thể khiến cho những người từ vạn quốc thành tới tin tưởng vô điều kiện. Nhân phẩm này, đã làm cho tất cả mọi người khâm phục. Trương Sư, cảm ơn. Đi. Hình Viễn cắn răng, mang theo mọi người nhanh chóng bay vút đi về phía phương hướng thềm đá. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1213, Trương Huyền lại chết. 1. Trương Sư vì bọn hắn đã dẫn đám khôi lỗi kia đi, không tiếc xâm nhập vào hang hổ. Nếu như bọn hắn ở lại chỗ này chờ chết nữa, quả thật sẽ có lỗi với Trương Huyền. Trong mắt mấy người đều là nước mắt, tất cả đều phát huy thực lực vượt qua bình thường, chạy rất nhanh. Mấy chục hô hấp qua đi, cả đám đã một lần nữa trở lại thềm đá. Lần nữa nhìn lại thành trấn ở trong lòng đất như là bị màn đêm bao phủ, Dạ Minh Châu phát ra ánh sáng lập lòe, đã không nhìn thấy rõ cho lắm. Giống, giống, giống. Oanh, oanh, oanh. Loáng thoáng dường như còn nghe thấy được tiếng khôi lỗi thi nhân dị linh tộc gào thét, cùng với tiếng đổ vật nổ. Nơi này cũng không an toàn, đi lên trước đi, Trương Sư, hẳn là có thể đi ra. Biết thềm đá cũng không phải là chỗ an toàn, chỉ cần lại có một đầu khôi lỗi xông lại thì bọn hắn muốn trốn cũng trốn không thoát, Hình Viễn không nhịn được nói một câu. Hiểu rõ dù có chờ ở chỗ này thì cũng vô dụng, mọi người xoay người tiếp tục đi đến bên trên, không lâu sau đã trở lại vị trí cầu đá. Các ngươi đi ra rồi, không có sao chứ? Lạc Thất Thất thủ hộ ở phía trên thấy bọn họ xuất hiện, hưng phấn tới mức ánh mắt sáng lên, vội vàng nghênh đón. Không có việc gì. Đám người Ngọc Phi Nhi không có hưng phấn khi chạy thoát khỏi kiếp nạn mà ngược lại còn không kìm lòng được mà quan sát vào bên trong thềm đá, mang theo vẻ lo lắng. Làm sao vậy? Nhìn bộ dáng của mấy người, Lạc Thất Thất cau mày, thân thể lập tức cứng đờ. Lão sư đâu? Trương sư hắn. Hình Viễn siết chặt nắm tay. Hắn vì cứu chúng ta mà đã bị khôi lỗi vây công. Vây công. Sắc mặt Lạc Thất Thất tái nhợt, thân thể mềm mại trở nên cứng ngắc. Có mấy đầu khôi lỗi? Chỉ có một, hai thì lão sư, hẳn là có thể đi ra được. Thủ đoạn của lão sư, tầng tầng lớp lớp, chỉ là một, hai đầu khôi lỗi thì chắc hẳn có thể rời khỏi, không có nguy hiểm quá lớn. Là, hai mươi mấy đầu. Vẻ mặt Hình Viễn trắng bệch, nói. Hai mươi mấy đầu, thân thể Lạc Thất Thất lập tức mềm nhũn. Mặc dù nàng tin tưởng lão sư, thế nhưng nhiều khôi lỗi như vậy, nhất định cũng sẽ không chống đỡ nổi. Trước đó ở địa cung, mới chỉ có một đầu đã khiến cho hai người đều tốn sức chín châu hai hổ, thậm chí xém chút tử vong mới giết được. Lúc này đồng thời đối mặt với hơn 20 đầu, đây không phải là cứu người, mà là tự sát. Không được, ta muốn đi cứu lão sư. Vắn răng, Lạc Thất Thất muốn xông vào địa cung. Còn chưa đi được hai bước thì đã bị Ngọc Phi Nhi giữ chặt. Thất Thất, người bình tĩnh một chút, Trương sư vì cứu chúng ta mà bị bao vây, nếu như ngươi lại đi vào, không phải sẽ khiến cho một phen dụng tâm lương khổ của hắn uổng phí hay sao? Mặc dù trong lòng rất không cam lòng, thế nhưng bọn hắn cũng biết dụng ý của Trương sư. Thực lực của bọn hắn quá yếu, xông vào thì cũng chỉ có thể càng ngày càng bị động, ai cũng không cứu được ai. Ta, Lạc Thất Thất run rẩy, con mắt ướt át. Nước mắt to như hạt đậu dọc theo gương mặt trắng nõn chậm rãi lăn xuống. Khi ở thạch thất nhỏ, vì để cho nàng đi trước mà lão sư một mình vật lộn cùng khôi lỗi, không sợ sinh tử. Cứu Ngọc Phi Nhi, lão sư biết rõ là xào huyệt của khôi lỗi mà vẫn việc nghĩa chẳng từ nan như cũ, không có ý từ chối một chút nào. Bây giờ,
càng là vì cứu người mà hãm sâu vào vòng vây. Lão sư, ân tình của ngươi như thế, bảo chúng ta phải làm sao mới có thể trả lại. Lạc Thất Thất, tâm tình của ngươi chúng ta đều có thể hiểu được. Đâu chỉ có mình ngươi muốn đi cứu người, chẳng lẽ chúng ta không muốn sao? Nhưng đi cứu người, chỉ có thể càng bị vây nhiều hơn. Đến lúc đó sẽ lại phụ lòng chờ đợi và tình nghĩa Trương sư liều mình cứu chúng ta. Hình Viễn cũng tới gần nàng. Bây giờ chúng ta chỉ có một chuyện để làm, đó chính là ngoan ngoãn chờ ở chỗ này, chờ hắn. Đi ra, hy vọng, hắn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Có thể trở thành cao sinh của danh sư học viện, danh sư ngũ tinh, cục diện bây giờ bọn hắn hiểu rất rõ. Ở trong mắt người khác, thực lực bọn hắn phi phàm, thiên tư kinh người. Thế nhưng đối chiến cùng những khôi lỗi kia lại giống như là lấy trứng chọi đá, tiến lên thì cũng chỉ có một con đường. Đó là nhất định phải chết. Đúng vậy à, một mình Trương sư, khả năng trốn ra ngoài cũng cao hơn một chút. Chúng ta đi vào, không những không có cơ hội mà làm không cẩn thận còn sẽ hại hắn. Diệp Tiền cũng nói, ta biết. Nước mắt giống như hạt mưa liên tục rơi xuống, bờ môi đỏ của Lạc Thất Thất run rẩy. Đúng à, đúng là như thế. Tiếp xúc trong thời gian dài như vậy, lão sư là ai, nàng cũng rất rõ ràng. Lão sư chính là một người như vậy, trước mặt lựa chọn giữa sinh mệnh và đạo nghĩa, người sẽ không chút do dự lựa chọn cái thứ hai. Chính là vì như vậy cho nên bất kể từ điểm nào cũng đều khiến cho người ta kính nể, tìm không thấy một điểm thiếu sót nào. Bọn hắn nói không sai, nếu như thực sự tiến lên cứu người, nhất định không phải là cứu, mà là làm liên lụy. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ ở chỗ này. Thấy nàng đã hiểu được, Hình Viễn gật gật đầu, đang muốn nói chuyện thì đột nhiên cảm thấy thân thể run rẩy một cái. Ầm ầm, trên mặt cầu xuất hiện vết rách, mạch nước ngầm tựa như trong nháy mắt trở nên sôi trào. Làm sao vậy? Mọi người sững sờ. Bình thường vẫn rất tốt, làm sao lại kịch liệt lay động như vậy chứ? Soạt, trong lúc mọi người đang kỳ quái thì đã thấy có đá vụn từ bên trên rơi xuống. Cầu nối và thềm đá kéo dài xuống phía dưới trong nháy mắt đã sụp đổ. Nguy rồi, địa cung sắp sập. Con người Hình Viễn co rụt lại, vội vàng la lên. Mau đi ra. Biết một khi sụp đổ, tất cả sẽ bị chôn ở bên trong, thân tử đạo vẫn, dù là thân tiên cũng khó cứu. Lúc này mọi người nào dám do dự, trực tiếp vào tới thềm đá cách đó không xa. Cái thềm đá này cũng không phải rất dài. Sau 7-8 hô hấp đã trốn thoát. Mới vừa trở lại sơn cốc thì đã cảm thấy mặt đất dưới chân cách đó không xa mềm nhũn, sơn cốc vốn đã không lớn trong nháy mắt sụp đổ, trở thành một cái hố cực lớn. Chương 1214, Trương Huyền lại chết. 2. Địa cung trước đó, tất cả mọi thứ, giống như là một giấc mộng, không để lại một chút dấu vết nào cả. Lão sư, thân thể Lạc Thất Thất nhoáng một cái, té ngã xuống trên đất. Nếu như nói, vừa rồi lão sư còn có thể chạy trốn thì bây giờ đã không có bất kỳ hy vọng gì nữa. Gương mặt xinh đẹp của Ngọc Phi Nhi cũng tái đi, hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống dưới đất. Nàng vẫn muốn đấu cùng đối phương, muốn đánh cược rồi chiến thắng. Thế nhưng không nghĩ tới lại làm cho đối phương chết. Huống chi, nếu không phải vị Trương Huyền này vì cứu bọn họ thì làm sao có thể xui xẻo như vậy cơ chứ? Nhớ lại từng hình ảnh từ lúc gặp hắn, đột nhiên nàng cảm thấy, hắn ta chỉ không để ý tới mình mà thôi. Trên thực tế bất kể là thực lực hay là hiểu biết, đều vượt xa người cùng thế hệ. Thậm chí ngay cả người luôn cao ngạo như nàng cũng không tự chủ được mà phải bội phục không thôi. Hiện tại ta sẽ về Hoàng Cung, xin cha xuất binh. Coi như đào ba thước đất thì cũng phải cứu Trương sư ra. Một ngạt một lát, Diệp Tiền siết chặt nắm tay, mạch máu trên đầu toát ra. Không sai, ta và ngươi đi qua, nếu như Diệp Vấn Thiên không xuất binh thì ta sẽ bẩm báo phụ vương. Nghe thấy hắn nói như thế, Ngọc Phi Nhi đứng dậy, cắn răng, muốn rời đi cùng Diệp Tiền. Bây giờ trong lòng nàng chỉ có một tâm niệm, hắn không thể chết, các ngươi không thể đi. Hai người vừa muốn rời khỏi thì Hình Viễn đã lắc người một cái, chặn lại ở phía trước. Làm sao, ngươi muốn chặn ta sao? Trong mắt hơi híp lại, khí tức trên người Ngọc Phi Nhi bốc lên. Thực lực hóa phàm lục trọng kiều thiên cảnh trong nháy mắt đã sao động tràn ra. Mang theo lực lượng làm cho người ta sợ hãi. Nàng và Trương Huyền tỷ thí, bị quản chế khắp nơi, một thân thực lực không thi triển ra được. Thế nhưng đối mặt với Hình Viễn, nàng lại không hề yếu. Ta không ngăn cản, chỉ là, các ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Không nghĩ tới Lục công chúa muốn ra tay với hắn,
sắc mặt Hình Viễn tái nhợt, lại cắn răng nói. Địa cung này liên quan tới Ngô Dương Tử, liên quan tới dị linh tộc, một khi tin tức dò dỉ ra thì sẽ tạo thành hậu quả gì các ngươi biết không? Hậu quả thì như thế nào chứ? Tránh ra! Ngọc Phi Nhi khẽ nói. Hình Viễn nói không sai. Lạc Thất Thất đi tới, mặc dù thân thể mềm mại vẫn run rẩy như cũ, thế nhưng thanh âm cũng đã trở nên bình ổn. Khôi lỗi dị linh tộc cung điện dưới lòng đất, một khi bị đào ra, một người cũng có thể diệt hết toàn bộ Huyễn Vũ Đế quốc. Đến lúc đó sinh linh đổ thán, tuyệt không phải là chuyện mà lão sư nguyện ý nhìn thấy. Ta! Ngọc Phi Nhi siết chặt nắm tay. Lão sư nhân đức, không đành lòng nhìn các ngươi bị giết, cho nên sao có thể đành lòng nhìn ngàn vạn sinh linh tử vong cơ chứ? Hốc mắt Lạc Thất Thất ửng hồng. Thánh vực khôi lỗi, hơn nữa một lần chính là hơn 20 đầu, thật là đáng sợ. Căn bản không phải là lực lượng mà một đế quốc nhị đẳng có thể chống lại. Đừng nói là Diệp Vấn Thiên bệ hạ, coi như tất cả binh sĩ đều đến thì cũng không cứu được lão sư, chỉ có thánh giả chân chính mới có thể làm được. Khôi lỗi đổ sát bốn phía, như vậy cho dù lão sư có chết thì cũng sẽ không nhắm mắt. Bởi vì, hắn chính là một người vĩ đại như vậy. Như vậy, phải làm sao bây giờ? Gương mặt xinh đẹp của Ngọc Phi Nhi trở nên trắng bệch. Việc cấp bách lúc này hẳn là lập tức về danh sư học viện, bẩm báo chuyện này lên cho các trưởng lão, để bọn họ tự mình tới xử lý. Lạc Thất Thất nói. Không sai, nếu như muốn cứu Trương sư thì chúng ta vẫn nên nhanh lên trở lại học viện, bẩm báo chuyện này lên trên. Lại để cho học viện phái người tới, nếu không, ai cũng không có cách nào. Hình Viễn gật đầu. Vậy thì tốt, Hình Viễn, thi thể của Ngô Dương Tử tiền bối ở bên trong giới chỉ chữ vật của ngươi. Bây giờ ngươi và Diệp Tiền lập tức về học viện, ta và Thất Thất sẽ chờ ở chỗ này, chờ. Hắn đi ra thì mới thôi. Ngọc Phi Nhi gật đầu, nói. Cái này, không nghĩ tới nàng lại muốn ở lại chỗ này, Hình Viễn sửng sốt. Phi Nhi nói không sai, ta và nàng sẽ chờ ở chỗ này, các ngươi mau trở về đi. Chuyện này liên quan quá lớn, nhất định phải tự mình bẩm báo mới được, nếu không, học viện không có khả năng phái thánh giả tới đây. Lạc Thất Thất gật đầu. Mặc dù có thể đưa tin, thế nhưng muốn để cho thánh giả đích thân tới, nhất định phải có đầy đủ chứng cứ. Mà thi thể Ngô Dương Tử ở đây, không tự mình đi qua, chỉ sợ sẽ rất khó để cho mọi người tin tưởng. Được rồi. Biết rõ đạo lý này, Hình Viễn chần chờ một chút rồi lập tức gật đầu. Nếu như chúng ta mang linh thú phi hành đi, các ngươi sẽ trở về như thế nào a? Khi bốn người tới chỉ cưỡi một đầu linh thú phi hành hóa phàm lục trọng. Nếu như hai người bọn hắn đi thì mọi người phải làm sao bây giờ? Không cần phải để ý đến chúng ta. Nếu thực sự không được, Huyễn Vũ Thú Đường ở gần đây, bằng vào thân phận danh sư, muốn mượn một đầu linh thú phi hành cũng rất là đơn giản. Lạc Thất Thất xua tay, con mắt nhìn qua cái hố lớn kia, hy vọng trong đống bùn đất kia, lão sư tuổi còn nhỏ hơn nàng có thể từ bên trong leo ra. Nếu quả thật là như thế, dù là trên người bẩn, lại loạn thì nhất định nàng cũng sẽ không chút do dự chạy tới. Vậy thì tốt, chúng ta đi. Biết chuyện này không nên chần chờ, Hình Viễn cũng không xoắn suýt mà lập tức mang theo Diệp Tiền. Sau khi nói một tiếng, bầu trời vang lên một tiếng chói tai, một đầu man thú phi hành đã bay tới, đáp xuống gần mọi người. Đi. Hai người nhảy lên lưng thú, trực tiếp bay đi lên trên bầu trời, trong nháy mắt đã biến mất ở trước mắt. Bọn hắn rời khỏi. Lạc Thất Thất và Ngọc Phi Nhi ngơ ngác nhìn xuống phía dưới, im lặng chờ đợi. Trương sư có nhiều thủ đoạn nghịch thiên như vậy, chắc chắn sẽ không chết. Mặc dù trong lòng cảm thấy như vậy, thế nhưng bọn họ lại không có một chút tự tin nào cả, nhất là nương theo thời gian càng ngày càng dài, loại tự tin này cũng càng ngày càng bị tiêu diệt. Trong nháy mắt, ba ngày đã trôi qua, phía dưới không có một chút động tĩnh nào cả. Hai người vốn hy vọng tràn trề dần dần biến thành thất vọng. Chẳng lẽ Trương sư, lần này thực sự đã chết rồi. Coi như chết thật thì tùy tiện mang theo thi thể, chạy ra ngoài chơi một hồi, như vậy cũng coi như an ủi bọn họ a. Chương 1215, ta gọi ngoan nhân 21. Thời gian trở lại lúc đám người Hình Viễn rời đi. Trong cung điện dưới lòng đất, một khôi lỗi ôm đầu chạy như điên, đằng sau có hơn 20 đầu khôi lỗi dị linh tộc đuổi theo không bỏ. Mỗi một đầu đều điên cuồng gào thét, tựa như muốn ăn thịt người. Thấy suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu của mình lại khiến cho đám khôi lỗi này điên cuồng như vậy, trong lòng Trương Huyền càng ngày càng hiếu kỳ hơn. Thân thể khôi lỗi này nói ném là có thể ném đi,
phân thân lại đánh không chết, phù hồn vô hình vô chất. Cho nên nếu hắn muốn chạy trốn, ai cũng không ngăn cản nổi. Lại nói, trong đầu hắn còn có Kim Thư, coi như thật sự bị nhốt lại thì cũng có năng lực chạy trốn, cho nên cũng không sợ. Cho nên hắn mới để mọi người chạy trốn trước, hấp dẫn đám khôi lỗi này tới đây. Vốn hắn cho rằng hành động này có thể khiến cho những khôi lỗi này đi theo tới là tốt lắm rồi. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới, đám gia hỏa này lại giống như gặp cửu nhân giết cha vậy, đuổi theo hắn không bỏ. Có thể khiến cho một đám gia hỏa không có trí tuệ điên cuồng như vậy, trái tim này rốt cuộc là cái gì? Quản nó là cái gì, chỉ cần sờ một chút là sẽ biết. Muốn để cho mọi người thuận lợi chạy đi thì cũng chỉ có thể để cho đám khôi lỗi đuổi theo không ngừng. Trương Huyền cũng không do dự, ôm đầu, tiếp tục chạy như điên. Sau 7-8 hô hấp, hắn đã đi tới gần dòng sông trước đó. Tế đàn cỡ nhỏ và trái tim kia vẫn còn ở đó. Đi qua, thấy khôi lỗi sau lưng đã đi tới gần, Trương Huyền không có thời gian suy nghĩ, thân thể nhảy lên, rơi vào dòng sông. Giống, giống, giống. Thấy hắn đã nhảy vào, tất cả khôi lỗi rất là sốt ruột, thế nhưng cũng không dám xông lại, mỗi một đầu đều trợn mắt nhìn, dường như muốn xé hắn thành bụi phấn. Quả thực là, nhìn thấy quả nhiên đối phương không có đuổi tới, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trước đó hắn nhìn thấy những khôi lỗi này từng người đi vào trong dòng sông, tiếp nhận linh khí từ trái tim truyền vào. Lúc đó hắn đã cảm thấy nghi hoặc, hiện tại xem ra, suy đoán của hắn là đúng. Sông này mỗi lần chảy chỉ có thể để cho một đầu khôi lỗi tới, những đầu khác, coi như muốn thì cũng không dám. Nhìn xem trái tim này là cái gì? Rơi vào dòng sông cách trái tim không xa, Trương Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhấc chân đi thẳng về phía trước. Soạt! Ánh mắt vừa mới tập trung thì đã lập tức cảm thấy một đạo sát lục chi khí nồng đậm trực tiếp đâm vào trong đầu, giống như là chủy thủ vậy. Thiên đạo công pháp, vận chuyển. Sớm biết sẽ có loại tình huống này, Trương Huyền nhướng mày, vận chuyển hồn lực. Quả nhiên hắn lập tức cảm thấy sát lục chi khí đã yếu đi không ít. Chỉ có điều, vẫn cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra, có chút không kiên trì nổi như cũ. Phu hồn không có thiên đạo chân khí, không đối kháng được. Hắn ngừng lại. Sát lục chi khí này so với của đầu dị linh tộc mà lúc trước Hồng Sư mang ra còn mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù vu hồn cũng tu luyện thiên đạo công pháp, thế nhưng không có thiên đạo chân khí duy trì, không thể nào chống lại được. Đi tới đây đã là cố hết sức rồi, một khi tiếp tục đi tới, chỉ sợ sẽ bị sát lục chi khí ăn mòn trong đầu, tạo thành tổn thương cực lớn. Quay đầu nhìn thoáng qua, mặc dù khôi lỗi chung quanh tức giận, thế nhưng lại không dám tới gần, thậm chí cũng không dám đánh xa. Cho nên chuyện an toàn tạm thời không cần lo lắng quá mức, Trương Huyền cắn răng, tinh thần khẽ động. Siêu siêu, thân thể ở bên trong giới chỉ chữ vật lập tức xuất hiện ở trước mắt. Phu hồn khẽ động từ trên người khôi lỗi thoát ra, trở lại bản tôn. Vừa tiến vào thân thể, lúc này hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, thở ra một hơi thật dài. Vừa rồi mặc dù khôi lỗi so với thân thể hắn hiện tại còn mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng vẫn là thân thể của mình tốt hơn. Khi khống chế thuận buồm xuôi gió, thư thái nói không nên lời. Thiên đạo chân khí, phu hồn và thân thể phù hợp hoàn mỹ, chân khí lập tức vận chuyển. Sát lục chi khí trước đó còn xâm nhập trong đầu lập tức biến mất không thấy gì nữa, tựa như không tồn tại vậy. Thiên đạo chân khí đối với loại khí thức quỷ dị của dị linh tộc có tác dụng khắc chế, trước kia hắn đã chuyên môn thí nghiệm qua, cho nên lúc này dùng rất là thuận buồm xuôi gió. Giống, thấy khôi lỗi trong ao đã biến mất. Xuất hiện thêm một nhân loại, đông đảo khôi lỗi càng thêm tức giận, không ngừng gào thét, thế nhưng dường như bởi vì kiêng kỵ cái gì đó cho nên không dám tới gần. Thấy bọn chúng không đến, Trương Huyền cũng không cần lo lắng, nhanh chân đi tới trái tim ở phía trước mắt. Hắn muốn mượn nhờ thư viện, cũng cần chạm đến, không có gì phải kiêng kỵ cả. Đi mấy bước tới gần, bàn tay nhẹ nhàng đưa về phía trái tim. Ha ha! Ngón tay vừa tiếp xúc, mới vừa hô một tiếng thiếu sót. Còn chưa kịp mở thư tịch ra để quan sát thì đã nghe thấy một tiếng cười điên cuồng vang lên, ngay sau đó trước mắt tối sầm lại, một đạo thân ảnh to lớn xuất hiện ở trước mắt hắn. Cỗ thân thể này, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Thật là trời cũng giúp ta. Thân ảnh này điên cuồng gào thét, to lớn trái tim không ngừng nhúc nhích, giống như đã lấy được vật đại bổ, không ngừng run rẩy. Có cỗ thân thể này, ta đã ngủ say mấy vạn năm, rốt cục cũng có thể sống lại. Thân ảnh to lớn rất là kích động, lại giống lên một tiếng, hai mắt mở ra, mang theo điện mang sắc bén.
Khổng sư, không phải ngươi muốn giết ta ư? Chờ ta trở về, xem ta hủy diệt danh sư đường của ngươi như thế nào, diệt truyền thừa của ngươi. Bên trong tiếng gầm gừ, thân ảnh to lớn trực tiếp vồ về phía Trương Huyền. Trái tim trên tế đài cũng nhoáng một cái đã bay tới lồng ngực của hắn. Xem ra muốn tiến vào cơ thể, thay thế trái tim của hắn. Một khi thành công, chẳng khác nào ý thức đã bị thôn phệ, triệt để mất đi bản thân. Sao? Khuôn mặt Trương Huyền siết chặt. Ở trước mặt đối phương hắn có cảm giác bản thân mình là con sâu cái kiến đứng trước một ngọn núi lớn vậy, hoàn toàn không có cách nào chống cự. Thật mạnh. Trong những người mà gặp qua hiện nay, người thực lực mạnh nhất là Mạc Đường chủ Hồng Viễn Đế Quốc. Chỉ là xem như hắn ta, ở trước mặt trái tim này dường như cũng nực cười giống như sâu kiến vậy. Loại cảm giác này, thật giống như lúc trước gặp phải Khổng sư vậy, bất kể tâm cảnh hay là tinh thần đều thân bất do kỷ, tùy ý để cho đối phương khống chế. Chẳng lẽ ta sẽ bị tên này đoạt xá hay sao? Trong lòng Trương Huyền rất là sốt ruột. Vốn hắn muốn nhìn một chút xem trái tim này là cái gì, thế nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái đồ chơi này lại còn sống, hơn nữa còn có thể đoạt xá. Một khi bị đoạt xá, ý thức ẽ không có, đến lúc đó sẽ không có gì khác một bộ thân thể. Thiên đạo chân khí. Cắn chặt răng, tinh thần câu thông chân khí, lại phát hiện ra thân thể giống như không phải là của mình, đã mất đi liên hệ với tinh thần. Loại cảm giác này giống như ác mộng vậy. Bất kể hắn có sốt ruột cỡ nào thì cũng không có cách nào vận dụng một chút chân khí nào. Chương 1216, ta gọi ngoan nhân, 22. Không cần phản kháng. Thân ảnh xuất hiện bên trong trái tim dường như cũng đã nhìn ra tình huống của hắn cho nên mới cười lạnh. Lúc trước Khổng sư cũng phải thua thiệt trong tay ta, mặc dù ngươi là trời nhận danh sư, thế nhưng tu vi thực sự quá yếu, còn chưa có tư cách phản kháng. Ngoan ngoãn để cho ta đoạt xá, ta sẽ lấy thân thể của ngươi. Xong rồi thiên địa, lần nữa khiến cho thiên địa vì ta mà run rẩy. Khổng sư bị thua thiệt trên tay ngươi, ngươi là ai? Trương Huyền không nhịn được nói. Khổng sư là nhân vật tuyệt thế mấy vạn năm trước, bằng vào sức một mình sáng chế ra danh sư đường, đối kháng dị linh tộc nhân. Đồng thời còn triệt để trục xuất bọn chúng, cống hiến rất lớn, không ai bằng, tu vi cực cao, không người nào có thể sóng vai. Tên này lại còn nói Khổng sư đã từng bị thua thiệt trên tay hắn. Kẻ này rốt cuộc là ai? Danh hào của bản tọa là gì, bản tọa đã không nhớ rõ. Thân ảnh huyễn hóa ra từ trong trái tim nói, trên người để lộ ra khí tức xa xăm. Chỉ là, lúc ấy tất cả mọi người đều gọi bản tọa là ngoan nhân. Ngoan nhân? Không sai, sợ hãi rồi sao? Ngoan nhân nói. Chưa từng nghe qua. Trương Huyền nói. Trái tim. Lịch sử thượng cổ đều ghi chép ở bên trong danh sư đường cao cấp hơn. Mà Trương Huyền hiện tại chẳng qua chỉ là danh sư tứ tinh, còn không có tư cách quan sát. Rốt cuộc cái gì mà, ngoan nhân, hay là, người sói? Quả thực hắn chưa từng nghe qua. Hôm nay ta sẽ làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút, nhìn xem bản tọa lợi hại. Không nghĩ tới ta lại gặp phải một trời nhận danh sư cái gì cũng không biết. Trái tim tức giận không ngừng nhảy loạn, nổi giận nói một tiếng, bàn tay lớn của thân ảnh kia trực tiếp vồ tới. Kéo kẹt. Cổ họng bị nắm chặt, Trương Huyền lập tức cảm thấy hô hấp dồn dập, trước mắt biến thành màu đen. Ở trong tay đối phương, hắn giống như là một đứa trẻ, ngay cả một điểm sức phản kháng cũng không có. Ngươi muốn đoạt xá ta? Dưới tình thế cấp bách, hắn không nhịn được nói. Không sai, trời nhận danh sư, thân thể trải qua thiên địa công nhận. Cho nên xem như là dị linh tộc ta cũng có thể đoạt xá, không bị ảnh hưởng. Thậm chí, còn có thể ngụy trang thành nhân loại. Bất kỳ người nào cũng không nhìn ra. Trái tim khẽ nói. Ngươi nhìn ra ta là trời nhận danh sư. Trương Huyền nói. Hắn là trời nhận danh sư sự tình, cho tới lúc này, các danh sư khác đều không thể nhận ra. Không nghĩ tới lại bị trái tim này nhận ra được. Chẳng lẽ đây thực sự là nhân vật siêu cường cùng thế hệ với Khổng sư hay sao? Có thể đối kháng với Khổng sư, đây rốt cuộc là nhân vật cấp bậc nào cơ chứ? Làm sao có thể sống đến bây giờ? Mà còn chưa có chết. Khổng sư kia, ta đã chinh chiến cả một đời với hắn, cho nên sao không thể nhận ra được chứ? Trái tim hừ lạnh. Đổi lại là người khác, có khả năng hắn không nhận ra. Thế nhưng hắn một đời đều chiến đấu với Khổng sư, đối phương là trời nhận danh sư, nếu như ngay cả thứ này hắn cũng không nhận ra thì nguy rồi. Ngươi là nhân vật cùng thế hệ với Khổng sư, mà ta chỉ là một tiểu nhân vật. Như vậy, trước tiên ngươi thả ta xuống.
mà ta cũng không phản kháng được. Trương Huyền vội vàng nói. Thế nào, muốn giở trò gian sao? Trái tim nói. Người cường đại như vậy, coi như ta muốn giở trò gian thì cũng không đùa nghịch được gì a hát. Trương Huyền nói. Ta sắp bị ngươi đoạt xá, cũng không có cách nào chống chọi lại được. Chỉ là, ta muốn trước khi chết có thể biết được một ít chuyện, cũng coi như chết nhắm mắt. Hừ, giở trò gian ở trước mặt ta không có một chút tác dụng nào. Trái tim nói. Sao vậy, ngươi không tin, chẳng lẽ kẻ hung hãn như ngươi chỉ là khoác lác, ngay cả một tiểu gia hỏa tu vi không ra gì như ta cũng không yên lòng. Trương Huyền nói. Làm càn, khi bản tọa thỏa sức tung hoành thiên địa, ngay cả khổng sư cũng phải kiêng kỵ ba phần. Cho dù là danh sư cửu tinh tới thì ta cũng có thể tiện tay bóp chết, phải sợ gia hỏa tu vi yếu đuối như ngươi sao? Nghe thấy lời nói bán tín bán nghi của Trương Huyền, trái tim giận dữ. Không sợ thì buông tay ra, dùng loại năng lực này của ta coi như có nhiều thủ đoạn hơn nữa thì cũng không gây thương tổn được gì với ngươi a. Trương Huyền tiếp tục nói. Trái tim lên tiếng, dường như cũng cảm thấy dù đối phương có nhiều thủ đoạn hơn nữa thì cũng không chống lại được. Rốt cuộc trái tim cũng trầm tĩnh lại. Nếu như người bị đoạt xá không cam tâm, như vậy xem như là hắn cũng rất khó loại bỏ tai họa ngầm. Tên này đã muốn chết nhắm mắt, như vậy thỏa mãn hắn cũng không tính là gì. Cảm thấy lực lượng ràng buộc trên thân thể đã biến mất, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Được rồi, có cái gì ngươi cứ hỏi đi. Trái tim thản nhiên nói. Được. Trương Huyền gật gật đầu, cảm thấy tinh thần lần nữa có thể liên hệ cùng thân thể, đột nhiên hắn cười một tiếng. Ta muốn hỏi một chút, ngươi có biết thứ này không? Nói xong, một bản thư tịch màu vàng cao ngất xuất hiện ở trước mắt hắn. Cái này, đây là cái gì? Trái tim sững sờ. Đang kỳ quái thì chỉ thấy thư tịch bỗng nhiên đè ép xuống, trực tiếp bao phủ nó. Ngay sau đó một tiếng gầm gừ điên cuồng vang vọng địa cung. Con mẹ nó, ra ra ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Chương 1217, xin ngươi tin tưởng ta. 1. Vốn Trương Huyền định nhìn xem trái tim này là cái gì, kết quả ngón tay vừa đụng một cái thì đã bị đối phương khống chế. Ngay cả suy nghĩ cũng không thể động đậy, hết cách rồi, hắn đành phải tìm cách ứng phó. Không nghĩ tới đối phương lại thực sự thả hắn ra. Sau khi thả đi, hắn vội vàng lật xem thư tịch bên trong thư viện, sau khi xem xong, tới lúc này hắn mới hiểu được. Mặc dù tên này nói rất khí thế, thế nhưng trên thực tế cũng mới vừa tỉnh táo lại không lâu. Coi như có thể đoạt xá bản thân thì nhất định cũng phải trả giá cực lớn mới có thể làm được. Mà nếu như mình cam tâm tình nguyện bị đoạt xá, thì sẽ đơn giản hơn không ít, tránh đi phiền toái rất lớn. Biết đây chỉ là một gia hỏa miệng cọp gan thỏ, như vậy hắn nào còn nể mặt, lập tức phóng ra thiên đạo chi thư. Thứ này là do thiên đạo thư viện tạo ra, là vật phẩm cường đại nhất hiện nay. Coi như tên này thực sự là ngoan nhân cùng một thời đại với khổng sư thì nhất định cũng không ngăn cản nổi. Quả nhiên, thư tịch vừa xuất hiện thì tên này lập tức giống như bị ràng buộc, mà lực lượng của hắn gia trì lên trên người mình, toàn bộ đều bị biến mất không thấy gì nữa, thân thể đã khôi phục lại tự do. Ta là ai, là gia gia của ngươi. Trương Huyền tinh thần khẽ động, thư tịch vỗ tới, sân khấu phía dưới nào chịu nổi áp lực, lập tức nứt toát ra. Ầm ầm, sân khấu bị đè xuống, toàn bộ trận pháp địa cung giống như đã bị tiêu diệt triệt để. Linh khí lan tràn ra bốn phía, địa cung bắt đầu lay động kịch liệt. Nguy rồi, lại quên đây là hạch tâm trận pháp. Vẻ mặt Trương Huyền xám xanh. Hắn mới từ trong nguy hiểm đào thoát ra, muốn một sách chụp chết trái tim này. Thế nhưng hắn quên, vị trí trái tim là nơi quan trọng nhất của toàn bộ trận pháp địa cung. Cái địa cung này có linh khí duy trì đại trận, duy trì sinh cơ, hạch tâm chính là vị trí trái tim, cũng chính là cái sân khấu không lớn này. Sân khấu sụp đổ, đã mất đi trận pháp gia trì, địa cung chôn dưới đất vài vạn năm nào còn chịu được, lập tức sụp đổ. Bây giờ hắn đang ở chỗ sâu của địa cung, cách lối ra ít nhất cũng phải 2-3 phút. Mà phân thân không biết chạy tới đâu rồi. Một khi triệt để đổ sụp, nhất định sẽ không trốn thoát được, sẽ bị chôn sống ở chỗ này. Đừng giết ta có thể dẫn ngươi đi tới nơi an toàn. Thấy nếu cứ để cho thư tịch màu vàng tiếp tục ép xuống thì bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền thành bánh thịt, trái tim vội vàng la lên. Được, ta sẽ tin tưởng ngươi một lần. Biết hiện tại không tin đối phương thì cũng không có biện pháp nào khác. Địa cung triệt để sụp đổ, dùng thực lực của hắn căn bản không có khả năng đào thoát. Cho nên hiện giờ cũng chỉ có thể ký thác hy vọng vào trái tim này.
Đối phương đã sống sót mấy vạn năm, nhất định sẽ hiểu rõ bí ẩn của địa cung, có lẽ thực sự có thể rời khỏi nơi này. Không giết hắn, có thể phong tỏa nó hay không? Đang muốn thu hồi thư tịch thì đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một suy nghĩ. Thư tịch màu vàng có giới hạn thời gian, một khi rút về sẽ biến mất. Đến lúc đó mất đi cái lợi khí này, nếu còn muốn khống chế đối phương sẽ rất khó khăn. Thứ này đã có thể khiến cho tâm cảnh khắc độ của mình gia tăng, có thể khiến cho bản thân nhớ tri thức. Như vậy cũng có thể nương theo tâm ý mà giết địch, như vậy. Có khả năng biến thành đồ vật gì đó phong tỏa trái tim này hay không? Chỉ cần khóa lại, như vậy nó cũng không có cách nào xuống tay với mình, khi đó mình cũng không cần sợ. Siêu siêu. Suy nghĩ còn chưa có kết thúc thì chỉ thấy thư tịch đã lóe lên, siêu một cái rồi mở ra, nhẹ nhàng nhoáng một cái đã bỏ trái tim vào bên trong. Lập tức, thư tịch màu vàng mất đi màu sắc, biến thành một bản thư tịch bình thường, rơi xuống dưới đất. Ách! Đưa tay tiếp nhận, Trương Huyền mở ra, lập tức đã thấy một quả trái tim bên trong không ngừng nhảy ra. Chỉ là bất kể nó dãy giụa như thế nào thì cũng không nhảy ra được, giống như là một bộ tranh vẽ cổ quái vậy. Ngươi thả ta ra! Trái tim gào thét, phía trên lộ ra một khuôn mặt dữ tợn. Mang ta đi tới nơi an toàn. Trương Huyền cũng không nghĩ thư tịch màu vàng còn có công hiệu phong ấn như vậy, mà lại còn đơn giản như vậy, hắn khẽ cười một tiếng. Bản tọa chính là ngoan nhân mà ngay cả khổng sư cũng phải kiêng kỵ, một vãn bối như ngươi lại dám bất kính với ta. Trái tim rất là dữ tợn, điên cuồng gào thét, còn chưa nói xong thì đã thấy một ngón tay ấn qua. Phanh! Trái tim bỗng nhiên co lại, như bị sét đánh, liên tục lật bổ nhào mấy cái. Ngoan nhân, tốt, đến đây, cười cho ra ra xem một cái. Để ta xem một chút, người có bao nhiêu hung ác. Trương Huyền nhìn qua. Trái tim co quắp một trận, sắp phát khóc. Hắn thật sự là ngoan nhân tung hoành thiên địa. Mặc dù năm đó bị giết, khôi phục vài vạn năm cũng không có nhiều thực lực, thế nhưng... cường giả thánh vực hắn cũng có thể tùy tiện giết chơi a. Hiện tại không ngờ lại bị một tiểu gia hỏa 20 tuổi phong ấn ở trong sách, dùng ngón tay dí tới. Em gái ngươi a hát, ta đường đường là cường giả tiên sứ a, tôn nghiêm của ta ở đâu? Mặc dù không biết sách vây khốn hắn là pháp bảo gì. Thế nhưng ở trong đó để lộ ra uy nghiêm thiên đạo nồng đậm khiến cho trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi, không có cách nào chống chọi được. Đừng nói là trốn, có thể còn sống cũng đã là một loại may mắn rồi. Làm sao? Không cười sao? Trong lúc đang tức giận thì đã thấy ngón tay của đối phương uốn lượn, lại muốn bắn tới. Bỗng nhiên hắn co rụt lại. Ta cười, ta cười. Trái tim lập tức huyễn hóa ra bộ mặt cười lớn. Không cười cũng không được a, bây giờ bị người ta phong ấn ở bên trong thư tịch. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chém giết, cho dù là ngoan nhân châu bò hơn nữa cũng không có tác dụng. Trên mặt tươi cười, thế nhưng đáy lòng lại đang rỉ máu. Ta thực sự đã đọ sức qua với khổng sư, là một vị cường giả tung hoành thiên địa a. Là tồn tại mà ngay cả danh sư cửu tinh cũng có thể tùy thời bóp chết. Bây giờ lại phải cười xòa. Như vậy còn tạm được, nhanh mang ta đi tới nơi an toàn. Thấy tên này đã bị khống chế lại, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lúc này khu vực chung quanh chấn động càng ngày càng lợi hại, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Vâng, thấy hắn không còn bắn đạn đến nữa. Lúc này trái tim mới thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được hét lớn một tiếng. Còn không dẫn đường. Chương 1218, xin ngươi tin tưởng ta. 2. Giống. Nghe thấy phân phó, đám khôi lỗi chung quanh không dám nói nhảm, vội vàng vọt lên phía trước. Trương Huyền cầm sách, theo sát ở phía sau, đồng thời tinh thần lại câu thông với phân thân. Không lâu sau, phân thân đã bay tới, bị hắn thu vào bên trong giới chỉ chữ vật. Phân thân vì được luyện chế từ cửu thiên liên thai cho nên có thể nói là bất tử thân, coi như bị hai khôi lỗi đuổi cho chạy loạn khắp nơi, nếu muốn giết chết nó thì cũng không có khả năng. Chỉ là nguyên khí tiêu hao quá lớn, phải nghỉ ngơi thật tốt thì mới có thể khôi phục mà thôi. Nắm giữ trái tim, đám khôi lỗi này không dám có chút bất kính đối với hắn, thậm chí còn có hai đầu cảm thấy hắn đi quá chậm, cho nên chạy tới nhấc hắn lên. Khôi lỗi cấp bậc thánh vực toàn lực chạy như điên, tốc độ cực nhanh. Không đến hai hô hấp đã chạy tới một căn phòng không lớn. Giờ phút này, địa cung ở phía ngoài cũng không chịu nổi được nữa, toàn bộ đều sụp đổ xuống. Cảnh vật trước mắt hắn lập tức rơi vào trong bóng tối. Tiện tay ném ra một viên dạ minh châu chiếu sáng chung quanh. Đây là chỗ tránh nạn khi xây dựng địa cung,
để phòng nhân loại đuổi tận giết tuyệt mà giữ lại. Ở đây coi như địa cung sụp đổ thì cũng có thể còn sống, chỉ là nơi này cũng không có đường ra. Mở thư tịch ra, trái tim nói. Lúc trước dị linh tộc bị nhân loại truy sát, sắp bị diệt tộc, là một trong những người mạnh nhất trong đó, đương hắn cũng đã giữ lại đường lui. Ở nơi này, cho dù có nhân loại đuổi giết tới thì cũng có thể đồng quy vô tận. Chỉ là, vì đề phòng người bên ngoài tìm tới, cho nên nơi này cũng không có đường ra, chỉ có thể nói là tạm thời an toàn. Phải làm như thế nào mới có thể ra ngoài, có thể đi ra ngoài hay không lại là chuyện mà hắn không quá chắn chắn. Không có đường ra. Trương Huyền cau mày. Không ra được, chẳng lẽ sẽ thực sự bị vây chết ở chỗ này hay sao? Vâng. Trái tim gật đầu. Vậy thì tốt, dù sao cũng ra không được, nghĩ biện pháp luyện hóa ngươi, có lẽ có thể tăng lên một chút tu vi. Lật bàn tay một cái, đè xuống trang sách. Tên này đã bị thiên đạo chi thư phong ấn, hắn chỉ cần dùng một ý niệm là có thể bóp chết. Không vội, không vội. Trái tim cảm giác rất khóc. Năm đó khi tung hoành thiên địa, yêu ma quỷ quái, ai cũng không dám không kiêng kỵ, thậm chí ngay cả Khổng sư cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi. Mà tên này thì lại tốt, nói đánh là đánh, nói thu thập là thu thập khiến cho hắn cảm giác như phát điên. Nhưng phát điên thì có tác dụng gì cơ chứ, nhìn bộ dáng của đối phương, quả thực rất dám một lời không hợp sẽ luyện hóa hắn. Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Hắn thật vất vả mới thức tỉnh được, vốn cho rằng lại có thể rong ruổi thiên địa, tiếu ngạo cửu thiên, kết quả còn không có rời khỏi địa cung thì đã gặp được một tên biến thái như vậy, còn có pháp bảo lợi hại như thế. Lúc trước Khổng sư hao phí tâm huyết luyện chế ra Xuân Thu Đại Điển. Nghe nói nó nắm giữ công hiệu nghịch chuyển âm dương sửa đổi thời gian, được gọi là thần khí. Thế nhưng có vẻ như cũng không có lợi hại và có hiệu quả như vậy a. Ngươi rốt cuộc là ai? Từ đâu xuất hiện? Quả thực là không có đường ra, thế nhưng, hiện tại an toàn thì cũng có thể đào ra một con đường. Chỉ có điều, khả năng còn cần thời gian vài ngày a. Biết đối phương rất có can đảm đem luyện hóa, trái tim không dám nói nhảm cho nên vội vàng nói. Đào ra một con đường sao? Cũng đúng, vậy ngươi để những khôi lỗi này đào nhanh đi. Khoát tay áo, Trương Huyền nói. Nơi này mặc dù là lòng đất, thế nhưng lúc trước đã có thể đào ra địa cung lớn như vậy thì từ bên trong đào ra cũng không tính là chuyện gì quá khó khăn. Dù sao cũng có nhiều khôi lỗi như vậy, cũng không cần hắn tự mình động thủ. Vâng. Trái tim lên tiếng, không biết dùng thủ đoạn gì để nói một câu, rất nhiều khôi lỗi cách đó không xa lập tức bắt đầu đào móc ra phía ngoài. Đây đều là khôi lỗi cấp bậc thánh vực, muốn đào móc ra một cái thông đạo để cho một người có thể thông qua cũng không khó. Chỉ là địa cung vừa mới sụp đổ. Sẽ rất dễ dàng xuất hiện hai lần đổ sụp mà thôi. Đối phương đi đào móc thông đạo, Trương Huyền tiếp tục đợi ở chỗ này, dù sao hắn cũng không vội vã. Cúi đầu lần nữa nhìn về phía thư tịch. Được rồi, ta hỏi ngươi một số việc, ngươi nên trả lời 2 năm rõ 10 cho ta nghe. Vâng. Trái tim lên tiếng. Ngươi đã ở cùng một thời đại với Khổng sư, thậm chí còn giao thủ qua. Ngươi đã nghe nói qua chuyện hắn nắm giữ tiên thiên thai độc hay chưa? Trương Huyền hỏi. Thông qua thiên đạo thư viện, hắn biết đối phương thực sự nói thật, tên này quả thực là người cùng thời đại với Khổng sư. Đã như vậy, có lẽ sẽ biết chuyện tiên thiên thai độc. Tiên thiên thai độc, ta không biết, ta là địch nhân với Khổng sư, khi lần thứ nhất nhìn thấy hắn cũng đã rất cường đại rồi. Trái tim trả lời. Ở tổng thời đại kia, dĩ linh tộc bọn hắn thống trị nhân loại, Khổng sư là lực lượng mới không biết xuất hiện từ chỗ nào. Tuổi còn trẻ đã nắm giữ thực lực siêu phàm, một lần nữa chỉnh hợp nhân loại đánh bại hắn. Đối với vị cường giả đỉnh phong nhân tộc này, chuyện mà bọn hắn biết cũng không nhiều. Không biết, có phải đang nói dối ta hay không? Trương Huyền trừng mắt. Không dám, không dám. A hát. Trái tim vội vàng giải thích, chẳng qua còn chưa nói xong thì đã thấy ngón tay của đối phương búng qua. Phanh phanh phanh. Ở bên trong thiên đạo chi thư, hắn liên tục lật bổ nhào mấy cái. Thân thể như bị điện giật, không ngừng run rẩy, trong lòng thì tức giận tới mức bọt mép. Tiểu tử, nếu dám giấu giếm, ngươi có tin ta chỉ cần vài phút sẽ giết chết ngươi hay không? Trương Huyền nói. Vâng. Nước mắt của nước mắt chảy xuôi, thân thể không ngừng run rẩy. Ta thật là ngoan nhân, tung hoành thượng cổ, là ngoan nhân mà ngay cả Khổng sư cũng kiêng dè không thôi. Xin ngươi tin tưởng ta. Chương 1219, Tần Trung 1. Hỏi không biết bao lâu, lúc này Trương Huyền mới khép sách lại.
chuyện Khổng Sư có tiên thiên thai độc hay không, quả thực tên này không rõ ràng. Coi như giết chết đối phương thì đối phương cũng không biết trả lời thế nào. Chúng độc là chuyện bí ẩn, cũng sẽ không để cho bằng hữu biết, huống chi lại là kẻ địch. Giống như hắn vậy, một đường tới đây, bất kể là ai cũng không biết chuyện hắn chúng độc, chắc hẳn lúc trước Khổng Sư cũng là như vậy. Thông qua hỏi thăm hắn cũng rõ ràng tại sao tên này lại biến thành như vậy, và mục đích thực sự của địa cung này. Chủ nhân của trái tim khi còn sống rong ruổi tung hoành, hủy thiên diệt địa, không biết đã có bao nhiêu nhân loại chết trên tay hắn. Khổng Sư tự mình ra tay, chiến đấu qua nhiều lần với hắn đều để cho hắn thuận lợi chạy trốn. Mãi tới một lần cuối cùng, hai người chiến tới mức trời đất mịt mù, hắn lại bị lột đi cốt nhục, bị đánh cho thần hồn câu diệt tại chỗ. Quả thực hắn đã chết, chỉ có điều, làm một siêu cấp cường giả trong thời đại kia, làm sao có thể không có biện pháp dự phòng cơ chứ? Trước khi chiến đấu với Khổng Sư, hắn đặt một giọt tâm huyết ở lại trong địa cung này. Đồng thời còn để lại một nhánh tộc nhân thủ hộ. Vài vạn năm qua đi, Thương Hải tang điền, tâm huyết kia trải qua nhiều năm diễn biến, rốt cục đã hội tụ thành một quả trái tim, ý thức của hắn cũng tỉnh táo lại. Vốn hắn cho rằng, còn có thể một lần nữa tung hoành thiên hạ, kết quả còn chưa kịp đi ra ngoài thì đã gặp Trương Huyền, bị phong ấn ở bên trong sách, biến thành một đồ vật tương tự như tranh vẽ. Còn những khôi lỗi này, mặc dù đã mất đi ý thức, thế nhưng đều là hậu bối của hắn, còn vì phục sinh hắn mà hao phí vô số tâm huyết. Bởi vậy, ý niệm của hắn có thể nhẹ nhõm khống chế, cũng có thể mượn nhờ linh trận để giúp bọn chúng khôi phục thể lực. Hỏi đến điểm này, một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Ngô Dương Tử tự cho là đắc thủ, luyện chế toàn bộ chi dị linh tộc này thành khôi lỗi, nhưng... có phải đám khôi lỗi này đã biết rõ mục đích của hắn, cho nên mới tương kế tự kế hay không? Chi dị linh tộc nhân này chỉ có 20 đầu, hơn nữa trên cơ bản đều là nam đinh, nếu tiếp tục kéo dài rõ ràng là chuyện không thể nào. Liệu bọn chúng có biết bọn chúng sắp diệt tộc, vì có thể tiếp tục thủ hộ vị ngoan nhân này cho nên cố ý để hắn luyện chế thành khôi lỗi hay không? Như vậy trải qua cường hóa, lực phòng ngự đã mạnh hơn, có thể nghe theo, ngoan nhân, sai khiến tốt hơn. Chinh chiến bốn phía, thậm chí còn phục sinh cho, ngoan nhân. Không cẩn thận còn có thể một lần nữa làm cho bọn hắn tỉnh táo lại. Bằng không, dị linh tộc trời sinh mạnh mẽ, lại là sinh mệnh siêu tuyệt thống trị nhân loại một thời đại, làm sao có thể bị trêu đùa tới mức diệt tộc, không còn một mống. Đương nhiên, suy nghĩ này mặc kệ là đúng đắn hay là sai lầm đều không thể nào tra cứu được. Trước khi trái tim thức tỉnh, Ngô Dương Tử đã chết, cho nên những dị linh tộc này đã biến thành khôi lỗi. Cho nên xem như hắn, cũng không nói được rõ ràng. Lại hỏi thăm thêm một chút chuyện, mặc dù ý niệm của tên này đã thanh tỉnh, thế nhưng trí nhớ lại không triệt để khôi phục, rất nhiều chuyện chỉ biết đại khái, muốn nói rõ chi tiết cũng không được. Nhất là công pháp, hắn hỏi thăm một chút, chỉ biết một chút phương pháp tu luyện của dị linh tộc, về phần nhân loại hầu như một chữ cũng không biết. Chuyện này khiến cho Trương Huyền rất là buồn bực. Vốn hắn cho rằng bắt được một lão quái vật sống sót từ thượng cổ, có thể từ trong miệng đối phương kiếm thêm chút công pháp, thừa thế xông lên. Nhanh chóng tân cấp. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại không có gì khác nhau so với nhặt được một phế vật. Hắn không nhịn được, lại đánh đối phương mấy trận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mới hỏi xong thì thấy muốn khôi lỗi đào xong thông đạo cũng cần có một đoạn thời gian, Trương Huyền cũng không vội vã mà khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu tu luyện. Ngũ Diệu Kim Thân, mặc dù chỉ tu luyện tới đệ nhất trọng, thế nhưng lại làm cho lực lượng nhục thể của hắn tăng trọn vẹn lên gấp đôi. Từ 200 vạn đỉnh đạt đến 400 vạn đỉnh. Nếu cộng thêm chân khí 400 vạn đỉnh, hồn lực 320 vạn đỉnh, toàn bộ lực lượng đã đạt đến 1.120 vạn đỉnh, có thể so với cường giả hóa phàm thất trọng quy nhất cảnh đỉnh phong. Quy nhất cảnh sơ kỳ 800 vạn đỉnh, trung kỳ 900 vạn đỉnh, hậu kỳ 1.000 vạn đỉnh, đỉnh phong 1.100 vạn đỉnh. Hóa phàm ngũ trọng hợp linh cảnh đỉnh phong, nắm giữ lực lượng quy nhất cảnh, vượt qua hai cấp bậc lớn. Coi như là siêu cấp thiên tài của danh sư học viện, nhất định cũng làm không được. Tứ trọng khác có thiếu sót, nhất định phải có đủ loại bảo vật mới có thể tu luyện được, cho nên Trương Huyền đành dừng lại, tiếp tục rèn luyện chân khí, gia tăng số lượng chân khí dự trữ ở trong đan điền. 5 ngày. Nhìn khu vực giống như hố trời trước mắt, Lạc Thất Thất lắc đầu, trong mắt khó mà kìm được vẻ thất lạc hiển hiện. 5 ngày không nghỉ không ngủ. Nàng đang chờ mong vị trương sư xả thân cứu người kia có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, kết quả. Nhìn bộ dáng bây giờ, dường như rất khó xuất hiện kỳ tích a.
bị chôn dưới đất lâu như vậy, xem như ngay cả cường giả hóa phàm bát trọng UCNXG khó mà sống sót. Ngọc Phi Nhi cũng có chút ngẩn người. Khi còn đối phương còn sống nàng bị chọc tức tới mức hận không thể cắn rơi mấy khối thịt của đối phương. Thế nhưng đối phương đã chết, hơn nữa còn là vì cứu các nàng mà chết, trong lòng nàng lập tức sinh ra tình cảm khó mà dứt bỏ. Chôn dưới đất vài trăm mét, bị nham thạch bao vây, coi như cường giả hóa phàm có lực lượng siêu quần. Muốn sống lâu một, hai canh giờ thì cũng thôi đi, nhưng mấy ngày. Tuyệt đối không thể. Nói cách khác, lần này Trương Sư, quả thực đã chết rồi. Hơn nữa xương cốt không còn, muốn xác chết vùng dậy. Cũng không lừa dối được nữa a. Đi thú đường, mượn một đầu linh thú phi hành, mau chóng trở lại Hồng Viễn Thành, ta muốn bẩm báo chuyện này cho Phụ Hoàng, bảo người phái người tới. Mặc dù đám người Hình Viễn có thể xin cao thủ từ học viện, thế nhưng ta sợ bọn họ sẽ không tận tâm tìm kiếm Trương Sư. Cắn răng, đứng dậy, Ngọc Phi Nhi nói. Một mực chờ ở chỗ này cũng không phải là biện pháp tốt, kế trước mắt cũng chỉ có tìm cường giả cấp bậc thánh vực, tự mình ra tay đào móc mà thôi. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Cao thủ học viện có thể sẽ vì khôi lỗi dị linh tộc và Ngô Dương Tử mà đến đây. Thế nhưng muốn làm cho bọn họ phí công phu tìm người, nhất định là không thể nào. Trương Sư được gọi là học viên của học viện, thế nhưng vẫn còn không có chính thức báo danh. Không có thông qua khảo hạch nhập môn thì cũng không tính là ở trong danh sách học sinh, không đáng để cường giả thánh vực phí thời gian với hắn. Huống chi, đối phương còn có khả năng đã chết. Tốt! Lạc Thất Thất cũng gật gật đầu. Chương 1220, Tần Trung 2. Chờ 5 ngày mà đối phương không có đi ra, Trương Sư đã lành ít dữ nhiều. Người làm học sinh như nàng cần phải tìm ra thi thể của lão sư, lại hậu táng thật tốt. Thú đường Huyễn Vũ Đế Quốc cách nơi này không xa, chỉ cần toàn lực thì nửa ngày sẽ có thể tới. Ngọc Phi Nhi tính toán vị trí một chút rồi nói. Nửa ngày, không cần, nơi này là khu vực cần phải đi qua giữa thú đường và Huyễn Vũ Đế Đô, thường xuyên có linh thú phi hành của thú đường bay qua, chúng ta có thể nghĩ biện pháp khác. Lạc Thất Thất ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nơi này cách thú đường không xa, thế nhưng nếu trèo đèo lội suối sẽ rất dễ gặp phải các linh thú khác. Một khi chiến đấu, không cẩn thận 3 ngày cũng không qua được, sẽ chậm trễ không ít thời gian. Không bằng nghĩ biện pháp hấp dẫn sự chú ý rồi ngồi nhờ. Ngồi nhờ chính là cho đối phương thù lao nhất định, tiện đường cưỡi linh thú của người khác. Nơi này là chỗ phải qua giữa thú đường và Huyễn Vũ Đế Quốc, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy không ít linh thú bay qua. Có lẽ có thể tìm được một đầu, để các nàng ngồi lên, như vậy chỉ cần mấy chục phút là có thể bay đến, tránh đi không ít phiền phức. Ngọc Phi Nhi cũng gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn lại, vừa mới nhìn về phía không trung thì đã nghe thấy một tiếng gào thét, một đầu thanh diệp long rực thú to lớn bay qua không trung. Thanh diệp long rực thú, đây là linh thú hợp linh cảnh ẩn chứa huyết mạch long tộc. Địa vị ở thú đường cũng không thấp, chính là nó. Thấy rõ ràng bộ dáng của đầu linh thú này, Lạc Thất Thất ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, dồn khí đan điền, thanh âm lập tức truyền lên. Tại hạ danh sư Lạc Thất Thất. Muốn ngồi nhờ, mong đạo hữu tạo điều kiện. Thân phận danh sư ở bất kỳ nơi nào cũng rất tốt, trực tiếp báo ra, như vậy khả năng đối phương cho phép ngồi nhờ sẽ tương đối lớn. Quả nhiên, sau nghe thấy lời nói của nàng, thanh diệp long rực thú trên không trung lập tức xoay người một chút, trực tiếp hạ xuống phía dưới, rất nhanh đã đi đến gần hai người. Trên lưng đầu linh thú này không có phòng ốc gì cả, chỉ là một cây dây cương trụi lủi, vừa hạ xuống, một thanh niên đã từ trên lưng nhảy xuống bên dưới. Người này chừng 30 tuổi, quần áo lộng lẫy, cặp mắt tràn ngập tinh khí bức người, không ngờ lại giống như đám người Lạc Thất Thất, cũng là một vị cường giả kiều thiên cảnh. Thú đường Tần Trung, bái kiến Lạc Sư. Nhìn thấy người muốn ngồi nhờ lại là hai cô nương xinh đẹp như thế, ánh mắt Tần Trung sáng lên, tràn ngập kích động. Loại mỹ nữ cấp bậc này, coi như hắn đã duyệt nữ vô số thì cũng chưa bao giờ thấy qua. Hai người chúng ta muốn đi thú đường, hy vọng có thể ngồi linh thú của ngươi một chút. Không biết có thể hay không? Lạc Thất Thất thản nhiên nói. Hai vị có thể ngồi là vinh hạnh của ta. Tần Trung tràn ngập hưng phấn nói. Chỉ là, linh thú của ta không có phòng ốc, đành phải oan ức cho nhị vị rồi. Không sao cả. Lạc Thất Thất lắc đầu. Mục đích hiện tại của các nàng là mau chóng chạy tới thú đường, tìm tới linh thú thích hợp rồi lại nói. Việc có phòng ốc, phi hành dễ chịu thoải mái hay không chỉ là dâu ria. Đi thú đường cũng không tính là quá xa, không biết ngươi sẽ thu phí như thế nào.
Ngọc Phi Nhi hỏi. Ngồi, tương đương với mượn linh thú của người khác, phải trả thù lao. Bình thường đều sớm nói ra giá cả, nếu không vừa lên trên không chung thêm tiền, lên giá ngay tại chỗ, coi như nàng là công chúa thì cũng không ngồi nổi. Vị cô nương này nói đùa rồi, hai vị xinh đẹp như vậy, có thể ngồi linh thú của ta là vinh hạnh của ta, làm sao ta lại dám thu tiền của các ngươi cơ chứ? Hai tay Tần Trung chắp ra sau lưng, làm ra vẻ mặt tiêu sái, muốn hấp dẫn sự chú ý của đối phương, kết quả hắn lại phát hiện ra dường như đối phương không nhìn thấy vậy. Vẫn nói giá cả đi, như vậy chúng ta ngồi nhờ cũng yên tâm hơn một chút. Thấy vẻ mặt tên này lỗ mãng, rất rõ ràng đã động tâm tư khác, đôi mi thanh tú của Lạc Thất Thất nhíu lại. Nếu không phải trong lòng sốt ruột thì nàng căn bản không thèm để ý tới gia hỏa tự cho là đúng như vậy. Cái này, thấy nàng kiên trì như vậy, Tần Trung trần chờ một chút, hai mắt xoay động. Tại hạ cũng không có yêu cầu gì, như vậy đi, nhìn bộ dáng phong trần của hai vị, hẳn là đã chờ đợi thời gian không ngắn trong núi A. Đến thú đường, nếu như có thể mời tại hạ một bữa cơm, coi như là thu phí, được chứ? Ăn cơm. Thấy bộ dáng này của hắn, hai người nào không biết hắn đang nghĩ cái gì, tất cả đều sầm mặt lại. Một gia hỏa thú đường Huyễn Vũ Đế Quốc mà lại dám đùa giỡn hai danh sư ngũ tinh, quả thực lá gan quá lớn. Đúng vậy, tại hạ không dám có yêu cầu gì xa vời, chỉ là muốn tận tình hữu nghị địa chủ mà thôi. Lại nói, hai vị gấp gáp đi tới thú đường như vậy, có lẽ là muốn tìm một đầu linh thú. Ta thân là thuần thú sư tứ tinh, gia phụ càng là đường chủ thú đường, có lẽ có thể giúp được hai vị. Tần Trung cười nói, vẻ mặt dấp tơ láp tự hào. Hắn có thân phận thiếu đường chủ thú đường, một khi để lộ ra, người bình thường sẽ phải kính trọng mấy phần. Xem như đối phương là danh sư, nhìn tuổi tác, có lẽ sẽ không vượt qua tam tinh. Một khi biết chuyện này tất nhiên sẽ phải lau mắt mà nhìn. Đến lúc đó, cách thời điểm hắn ôm mỹ nhân về nhà cũng chỉ còn một đoạn ngắn. Chương 1221, Trương Huyền đi ra một. Đổi điều kiện đi. Thấy tên này lại dám để ý tới các nàng, Lạc Thất Thất nhướng mày, khoát tay áo. Nếu đối phương không phải là thiếu đường chủ thú đường mà dám nói như vậy, nhất định nàng đã sớm đánh cho đối phương choáng váng rồi. Hai vị danh sư ngũ tinh, lại còn có công chúa Hồng Viễn Đế Quốc, cũng là người mà một thuần thú sư tứ tinh nho nhỏ như ngươi có thể mơ ước hay sao? Chỉ là, các nàng cũng không hiểu thuần thú, đắc tội với loại người vừa nhìn cũng đã biết không phải là người tốt lành gì này cũng không tốt. Một khi đối phương cố ý làm khó sẽ có không ít phiền phức. Đổi lại, không nghĩ tới đối phương ngay cả ăn một bữa cơm cũng cự tuyệt, Tần Trung nhíu mày một cái. Hắn tự phụ anh Tuấn, thân phận cũng không thấp, chỉ cần mời thì hầu như có rất ít người cự tuyệt. Hai vị này có chuyện nhờ hắn, không chỉ không đồng ý mà vẻ mặt còn không vui, có ý gì cơ chứ? Quá không biết điều. Cùng nhau ăn cơm mà thôi, không phải như vậy mà các ngươi cũng không đồng ý đó chứ? Nếu như các ngươi cự tuyệt người ngàn dặm như vậy, ta sợ khi đến thú đường, muốn lựa chọn ra linh thú phi hành tốt. Cũng không quá dễ dàng. Hừ lạnh một tiếng, Tần Trung nói. Có ý gì, uy hiếp ta, ngươi có biết hậu quả khi uy hiếp một vị danh sư hay không? Trong mắt Lạc Thất Thất hơi híp lại. Uy hiếp, ta nào dám, chỉ là có ý tốt nhắc nhở mà thôi. Lại nói, không phải hai vị xin ta ngồi nhờ hay sao? Có việc cầu người. Còn có loại thái độ này hay sao? Cười một tiếng âm dương quái khí, mí mắt Tần Trung khẽ đảo, khoát tay áo. Ta đã nói giá cả rồi, có nguyện ý hay không là chuyện của các ngươi. Dù sao ta cũng không vội, chỉ cần ta ở đây, toàn bộ thú đường hẳn sẽ không có người nào cho các ngươi ngồi nhờ. Không nghĩ tới tên này lại vô sỉ như thế, Ngọc Phi Nhi tính tình táo bạo nào có thể nhịn được nữa. Nàng cười lạnh, đang muốn xông qua giáo huấn đối phương một lần. Cho hắn biết trời cao đất rộng, đang nói chuyện với ai thì đã nghe thấy trong hố trời phía dưới có tiếng bùn đất cuồn cuộn vang lên. Cô 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 ục ục. Bùn đất không ngừng cuồn cuộn ra phía ngoài, giống như là một bọt khí cực lớn, muốn từ bên trong cái hố chui ra ngoài. Chẳng lẽ, thân thể Ngọc Phi Nhi và Lạc Thất Thất đồng thời cứng đờ, cũng không để ý tới gia hỏa tự cho là đúng này mà hai mắt nhìn chừng chừng qua, sợ bỏ qua bất kỳ một ổng tĩnh nào. Không phải là... Trương sư muốn đi ra ngoài đó chứ? Chẳng lẽ hắn thật sự không chết? Hốc mắt hai người đồng thời đỏ lên, bọn họ đã chờ tròn 5 ngày, đã trải qua đủ loại tuyệt vọng, chẳng lẽ? Ngay khi trong lòng không ôm bất cứ hy vọng nào thì lại lần nữa xuất hiện kỳ vọng hay sao? Rầm rầm. Trong lúc đang khẩn trương, chỉ thấy bùn đất phanh một chút rồi bị phá vỡ,
một cái đầu cực lớn lộ ra. Là, Khôi Lỗi. Toàn thân nhị nữ siết chặt, vẻ mặt đồng thời trắng bệch. Quả nhiên, vẫn là thất vọng. Vốn bọn họ cho rằng là Trương Sư, không nghĩ tới lại là thứ này. Su. Khôi Lỗi từ cửa động leo ra, nhìn chung quanh một chút, ngay sau đó đã đứng ở bên ngoài, vẻ mặt cảnh giác nhìn quanh bốn phía, dường như đang chờ người nào đó. Nhìn thấy trên người Khôi Lỗi này không có một chút thương thế nào, tim Lạc Thất Thất, Ngọc Phi Nhi như bị đao cắt. Trương Sư không tiếc tính mạng, muốn giữ lại đối phương, xem ra cuối cùng vẫn thất bại, nếu không làm sao Trương Sư không đi ra mà đầu Khôi Lỗi này lại đi ra cơ chứ. Đang chờ hai vị mỹ nữ khuất phục, không nghĩ tới đối phương chẳng những không để ý tới mà ngược lại còn nhìn về phía hố to trước mắt, Tần Trung nhướng mày, không nhịn được nhìn sang. Vừa nhìn, hai hàng lông mày nhướng lên. Cái tên này là cái gì? Làm sao lại từ dưới đất chui lên cơ chứ? Mặc dù hắn là thuần thú sư tứ tinh, thế nhưng dị linh tộc liên quan đến bí mật lớn nhất của đại lục, ngoại trừ danh sư gia, những nghề nghiệp khác, rất ít người có thể nhìn thấy. Đồng thời cũng không rõ ràng thứ đồ chơi này là dùng thi thể dị linh tộc để luyện chế ra Khôi Lỗi. Hắn còn tưởng rằng là một nhân loại bình thường. Bình thường dị linh tộc thân chỉ cao có hơn 2 mét. Trước đó dị linh tộc mà Trương Huyền nhìn thấy ở trong Vạn Quốc Thành cao 3 mét là bởi vì hắn là do dị linh tộc và linh thú giao phối sinh ra, cho nên hình thể càng lớn. Người cao hơn 2 mét, mặc dù hiếm thấy, thế nhưng cũng không phải là không có gì ngạc nhiên cả. Chẳng phải thân thể lớn một chút hay sao? Thoạt nhìn cũng không có nhiều thực lực, chẳng lẽ các nàng ưa thích người cao lớn? Thấy hai vị mỹ nữ đối với hắn hờ hững lạnh lẽo, sau khi nhìn thấy tên to con này lại tràn ngập kích động. Vẻ mặt ửng hồng, hai mắt Tần Trung sáng lên. Thân thể lớn chút mà thôi, rất nhanh ta sẽ để cho các ngươi hiểu rõ. Cho dù thân thể lớn hơn nữa, ở trước mặt ta cũng không có tác dụng. Nghĩ tới điểm này, hắn tiến về phía trước một bước, ánh mắt nhướng lên, mang theo vẻ tự tin nồng đậm. Tại hạ Tần Trung, chính là thuần thú sư tứ tinh thú đường, vị bằng hữu này, không biết ta nên xưng hô như thế nào. Có thể đi lên nói chuyện một lần hay không? Lạc Thất Thất, Ngọc Phi Nhi đang đau lòng, sau khi nghe thấy hắn nói vậy, hai người cũng không nhịn được có chút sững sờ. Đầu óc có bị bệnh không? Muốn nói chuyện một lần với Khôi Lỗi dị nhân tộc, người ta nghe hiểu được lời nói của ngươi hay không? Thấy hai người kinh ngạc, ánh mắt Tần Trung sáng lên, biết đã tìm đúng phương hướng, hắn lại lần nữa nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy đại gia hỏa kia không thèm để ý tới hắn, lưng eo ưỡn lên, mang theo khí chất và phong độ đặc hữu. Sao vậy? Xem thường tại hạ, vậy thì tốt, vừa vặn ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc các hạ có thủ đoạn gì. Nói xong hắn quát lạnh một tiếng, thanh diệp long dực thú đứng ở bên cạnh rít lên một tiếng, lập tức bay lên. Thân thể nhoáng một cái, rơi vào trên lưng thú, trực tiếp vọt xuống phía dưới. Không phải các ngươi chướng mắt ta, vừa ý tên to con này sao? Hiện tại ta sẽ đánh hắn một trận, để cho các ngươi biết, ánh mắt của các ngươi kém thế nào. Long dực thú còn chưa tới đến gần thì Tần Trung đã mượn quán tính nhảy dựng lên, lăng không đạp mạnh, tay áo bồng bềnh, trực tiếp vọt tới tên to con ở phía dưới. Lần lăng không nhún nhảy này hắn đã dùng tới võ kỹ khinh thân mạnh nhất của hắn hiện tại. Mượn nhờ quán tính, thân thể giống như là lướt đi, tự nhiên không nói nên lời, bằng vào thân pháp này hắn đã không biết hấp dẫn bao nhiêu mỹ nữ thét lên, hận không thể lấy thân báo đáp. Chương 1222, Trương Huyền đi ra 2. Người còn ở trên không trung, hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại, vốn cho hai mỹ nữ vừa mới gặp này cũng sẽ kích động tới mức hai mắt tỏa sáng, khâm phục có thừa với hắn, không còn cự tuyệt ngàn dặm nữa. Thế nhưng lúc này lại thấy hai người giống như là đồng tình, đồng thời nhắm mắt lại. Nhắm mắt? Chẳng lẽ biểu hiện của ta còn chưa đủ kinh diễm? Trong lúc hắn đang kỳ quái thì người đã đi tới gần Khôi Lỗi, còn chưa kịp ra tay thì đã thấy một nắm đấm cực lớn xuất hiện ở trước mắt. Càng lúc càng lớn, càng ngày càng đen. Phanh! Một luồng lực lượng khổng lồ đánh thẳng tới, hắn còn chưa có kịp phản ứng thì đã cảm thấy ngực buồn bực một hồi, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, cả người dùng tốc nhanh hơn bay lên trên không trung. Lực lượng siêu việt hóa phàm bát trọng. Mắt tối sầm lại, Tần Trung sắp phát điên rồi. Khôi Lỗi từ cơ lò so vận chuyển, trước khi không sử dụng lực lượng cho nên không biết đẳng cấp và thực lực. Bởi vậy, hắn cũng không biết bản lĩnh của đối phương ra sao. Hắn còn tưởng rằng bằng vào thực lực của hắn, muốn ra oai phủ đầu với đối phương sẽ dễ như trở bàn tay. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới, lực lượng của đối phương liên tục không ngừng, vô cùng vô tận,
so với lúc đối mặt với phụ thân của hắn, đường chủ thú đường hóa phàm bát trọng đỉnh phong cũng còn đáng sợ hơn nhiều. Như vậy không phải đã cho thấy, thực lực của đối phương đã vượt qua hóa phàm bát trọng hay sao? Chuyện này sao có thể? Huyễn Vũ Đế Quốc, cường giả hóa phàm bát trọng hắn hầu như đều gặp, cũng đều biết. Thế nhưng cũng chưa từng nghe qua, có một người to con như vậy à? Điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi, lúc này hắn mới cảm thấy tốt hơn một chút, thân thể hung hăng va chạm vào vách tường hố trời, xương cốt cả người giống như là tan ra thành từng mảnh. Một quyền đã khiến cho hắn bị trọng thương, nếu không phải thân là thiếu đường chủ thú đường, thủ đoạn bảo mệnh nhiều, mà đối phương không có đuổi tận giết tuyệt thì chỉ sợ chỉ riêng lần này hắn đã mất mạng rồi. Dù vậy, thương thế cũng cực kỳ nghiêm trọng, không có một hai tháng cũng rất khó khôi phục lại như lúc ban đầu. Dãy dụa mở to mắt, đang muốn triệu hoán long dực thú tiếp bản thân thì đã thấy có thêm một tên to con đi ra, hai gia hỏa to con dùng vẻ mặt cung kính có thừa đứng ở bên ngoài. Chẳng lẽ, đang nghênh đón ai đó sao? Nhìn thấy bộ dáng của hai người, Tần Trung sững sờ. Chỉ là, loại kỳ quái này còn không có kết thúc thì đã thấy lại có càng nhiều tên to con từ bên trong đi tới, đứng song song ở hai bên, cái đầu hạ thấp, giống như là đang đợi đại nhân vật nào đó. Liên tiếp có 17-18 tên đi tới, lúc này mới nhìn thấy một cái ghế dựa mềm được mấy người đỡ lên, sau đó chậm rãi đi ra. Trên ghế dựa mềm, một thanh niên ngồi ở phía trên, nhìn ánh nắng phía ngoài rồi duỗi cái lưng mỏi, dường như đã vài ngày không có nhìn thấy mặt trời vậy, vẻ mặt rất là cao hứng. Bốn vị to con siêu việt hóa phàm bát trọng phải khiêng kiệu, 17-18 người khác dùng vẻ mặt cung kính nghênh đón thiếu niên. Tên này rốt cuộc là ai? Sao lại từ dưới đất bò ra ngoài? Hai mắt Tần Trung trợn tròn, trong lúc nhất thời đã quên đi đau đớn trên người mình. Trương sư. Trong lúc đang kỳ quái thì đã nghe thấy một tiếng la hưng phấn ở phía trên vang vọng, hai thân thể đã mềm mại nhảy xuống phía dưới. Lạc Thất Thất, Ngọc Phi Nhi vốn cho rằng đời này sẽ không còn được gặp lại người thanh niên này nữa. Thế nhưng hai nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn lại dùng một loại phương thức mà hai người nằm mơ cũng khôn dám nghĩ tới để xuất hiện tại đương trường. Kích động tới mức khó có thể tự kiềm chế, trực tiếp nhảy xuống bên dưới. Hố trời sâu chừng 3, 40 mét, nhưng đối với cường giả kiều thiên cảnh lại không tính là gì. Tiểu Thất, Phi Nhi công chúa, làm sao các ngươi lại ở đây? Người ngồi ở bên trên ghế dựa mềm đương nhiên chính là Trương Huyền. Hắn tu luyện 5 ngày ở dưới đất, rốt cục đám khôi lỗi này đã đào ra một thông đạo. Dù sao hắn đã nắm giữ trái tim, không lo đám gia hỏa này không nghe lời, vì vậy mới bảo bọn chúng chuẩn bị ghế dựa mềm rồi mang tới. Vốn hắn cho rằng các nàng đã sớm rời đi, không nghĩ tới lâu như vậy mà còn có thể gặp lại. Người không có việc gì. Nhìn thấy trước mắt quả thực là Trương Sư, hai người Lạc Thất Thất kích động qua đi, tất cả đều rất là nghi hoặc. Không phải ngươi bị khôi lỗi truy sát hay sao? Làm sao hiện tại khôi lỗi lại kiệu ngươi lên chứ? Quan trọng nhất chính là, địa cung sụp đổ, bên trong không có một chút khí tức nào, làm sao còn sống được cơ chứ? Ta không sao, chuyện này nói rất dài dòng, chỉ là một chút kỳ ngộ mà thôi. Trương Huyền khoát tay áo. Vốn ta cũng cho rằng mình sẽ phải chết không nghi ngờ, kết quả sau khi kích hoạt lên vật phẩm bảo mệnh mà lão sư để lại cho ta. Chẳng những không có việc gì, ngược lại còn khiến cho những khôi lỗi này nghe theo lời ta, không thể không nói, rất là may mắn. Chuyện trái tim nhất định không thể nói, một khi nói ra, thiên đạo chi thư sẽ không giải thích thông được. Cho nên, trước khi lên hắn đã suy nghĩ kỹ đối sách, vẫn đẩy lên trên người lão sư như cũ. Dù sao lão sư đã biểu diễn rất là rung động, lần đó các nàng cũng nhìn thấy. Nếu nói nhiều chỉ làm cho các nàng rung động, càng thêm kính sợ, sẽ không suy nghĩ lung tung. Dương sư, Lạc Thất Thất, Ngọc Phi Nhi nhìn nhau, đồng thời nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dương sư đạp trời mà đến, phong thái một giày định hóa thanh trì. Chuyện này vẫn còn rõ mồn một trước mắt các nàng, ngay cả Mạc sư cũng không làm được, thực lực như thế, muốn làm cho những khôi lỗi này không chiến đấu. Thậm chí còn ngoan ngoãn hàng phục cũng không phải là không thể được. Không có việc gì là tốt rồi. Biết chuyện liên quan tới danh sư cấp bậc này, thân là danh sư cấp bậc thấp, không thể hỏi thăm nhiều hơn, cho nên hai người cũng không nói thêm lời. Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại không nhịn được nhìn về phía Tần Trung bị một quyền đánh cho mặt mũi đỏ tươi đang ở cách đó không xa, vẻ mặt rất là kỳ quái. Cái tên này, là ai? Chương 1223, người biết bài ư. 1. Hắn là. Trần chờ một chút,
Lạc Thất Thất mang chuyện vừa rồi nói qua một lần. Các ngươi muốn ngồi về Hồng Viễn Đế Quốc. Trương Huyền hiểu ra, khẽ gật đầu nói. Cũng đúng, cũng đã chậm trễ 5 ngày rồi, phải nhanh chóng đi tới Hồng Viễn Học Viện. Tiến vào địa cung 1 ngày, lúc này đã là 5 ngày, lại thêm hôn mê 3 ngày trước đó, cách lúc rời khỏi Hóa Thanh chỉ đã qua hơn 9 ngày rồi. Nếu như không mau đi, chỉ sợ sẽ không tới kịp lúc học viện vào học. Cho dù đối với danh sư học viện này hắn cũng không có quá nhiều ý tứ muốn đi. Thế nhưng trong đó đã phân chia rất nhiều năm thì tất nhiên sẽ có đầy đủ thư tịch, muốn sưu tập so với bên ngoài đơn giản hơn không ít, càng có lợi hơn với việc tăng thực lực lên. Lạc Thất Thất lên tiếng. Lão sư đã không có việc gì, như vậy chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Trước đó nàng sốt ruột trở về tìm viện binh là muốn giải cứu Trương sư, hiện tại hắn không sao, tính toán thời gian, quả thực cũng cần phải trở về. Được. Từ bên trên ghế dựa mềm đi xuống, Trương Huyền để khôi lỗi đi xuống lỗ hổng phía dưới, phủ kín cửa động ở bên trên, đồng thời còn phá hủy toàn bộ thông đạo ở phía dưới. Mặt ngoài, để bọn chúng về tới địa cung, trên thực tế vu hồn lan tràn xuống phía dưới, không lâu sau đã thu sạch nó vào giới chỉ chữ vật. Đám gia hỏa này không có sinh mệnh, giống như phân thân vậy, có thể tùy thân mang theo. Dựa vào trái tim có thể khống chế đám người kia, đương nhiên hắn cũng không muốn lãng phí. Có nhiều khôi lỗi cấp bậc thánh vực như vậy, coi như cường giả thánh vực chân chính đến gây phiền toái thì đoán chừng cũng sẽ bị đánh thành đầu heo. Được bảo hộ an toàn, cũng không cần mọi chuyện đều dựa vào, Dương sư, ra mặt. Đương nhiên, thi thể khôi lỗi của dị linh tộc liên quan quá lớn, coi như Lạc Thất Thất, Ngọc Phi Nhi cũng không thể biết được. Huống chi, cách đó không xa còn có một gia hỏa giống như đầu heo. Cho nên, thu vào nhẫn phải làm bí ẩn một chút, tránh cho đằng sau dẫn tới phiền phức. Còn về sau người học viện đến tìm không thấy khôi lỗi, vậy thì mặc kệ bọn hắn. Khôi lỗi là vật sống, chẳng lẽ không biết chạy đi sao? Coi như hắn muốn thừa nhận thì người khác cũng phải tin tưởng mới được. Tần Trung đúng không, chúng ta muốn ngồi linh thú của ngươi, mong ngươi tạo điều kiện. Quyết định đi thì cũng không nói thêm lời, Trương Huyền nhìn về phía Tần Trung mặt mũi tràn ngập máu tươi đang nằm ở cách đó không xa, miệng hô một tiếng. Được. Dãy dụa đứng dậy. Nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt Tần Trung lóe lên cái nhìn tàn nhẫn và ghen ghét. Sở dĩ hắn bị đánh thành như vậy, chính là vì kẻ trước mắt này. Mặc dù không biết đám to con đã một lần nữa chui xuống dưới đất là ai, nhưng tên này đã được tôn trọng bọn hắn như thế. Mà hắn lại bị đánh thảm như vậy, nhất định là ý tứ của người này. Hừ, bây giờ ta không đối phó được với ngươi, đến không trung, còn không sẽ là do ta tùy ý định đoạt hay sao? Phục dụng thêm một viên đan dược, hơi khôi phục một chút, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên. Ba người này trước mắt hắn, tuổi tác cũng không lớn, mặc dù không có biểu hiện ra tu vi, không biết thực lực xác thực. Thế nhưng nhất định cũng không đạt tới được thánh vực. Không đạt tới thánh vực thì sẽ không thể phi hành, sẽ không có cách nào làm gì ở trên không trung. Linh thú của ta không có chuẩn bị phòng ốc, trên không trung gió lớn, mấy vị phải cẩn thận một chút. Nhảy lên lưng thú. Trong lòng Tần Trung tràn ngập đắc ý, ngoài miệng lại ra vẻ có ý tốt nói. Không sao cả. Trương Huyền không thèm để ý chút nào. Siêu. Thanh Diệp Long Dực Thú đằng không mà lên, trong nháy mắt đã xông lên mây xanh. Mặc dù không có phòng ốc, thế nhưng bên trên lưng thú lại rất là rộng rãi, mấy người đứng ở phía trên cũng không cảm thấy chen chúc một chút nào. Linh thú càng bay càng cao, không lâu sau đã nay đến trên không trung hơn ngàn mét, gió lạnh gào thét. Bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên khiến cho người ta có một loại áp bách nồng đậm. Mấy người đều phát tán chân khí ra, hình thành vòng phòng hộ, chống lại gió chung quanh. Trương Huyền, tên này vừa nhìn đã không có ý tốt, vì sao chúng ta phải ngồi trên lưng linh thú hắn chứ? Thấy vẻ mặt người thanh niên này không thèm để ý chút nào, Ngọc Phi Nhi không nhịn được cho nên mới truyền âm qua. Ngay cả nàng cũng nhìn ra tên này một bụng ý nghĩ xấu, dựa theo ý tứ của nàng. Trực tiếp không để ý tới rời khỏi là được. Hiện tại cũng không có việc gì gấp, cùng lắm thì đi đến thú đường. Không cần thiết phải mạo hiểm đi lên tới bầu trời, một khi tên này dở trò xấu, người đang ở trên không trung, không có bất kỳ biện pháp nào chống đỡ, khi đó bọn họ sẽ gặp nguy. Không phải bình thường ngươi rất thông minh hay sao? Làm sao còn mắc phải sai lầm cấp thấp như vậy chứ? Phi Nhi, cứ nhìn là được, lão sư tự có chủ trương. Lạc Thất Thất cười nói. Ngọc Phi Nhi không biết Trương Huyền có thể phi hành, nàng đã tận mắt nhìn thấy, lão sư đã dám ngồi,
nhất định là đã nghĩ kỹ đối sách. Nói đùa, một đường đi cùng lão sư, trước đến giờ đều là hắn hố người ta, đã thấy lúc nào hắn phải chịu thua thiệt hay chưa? Đáng giận. Thấy hai mỹ nữ đối với mình vẻ mặt lạnh lùng, ngay cả lời cũng không muốn nói nhiều mà lại cười cười nói nói với gia hỏa bề ngoài thoạt nhìn xấu xí này, vẻ mặt Tần Trung nhăn nhó. Làm thiếu đường chủ thú đường, từ khi hắn ra đời đã ngậm chìa khóa vàng, lại thêm phong độ nhẹ nhàng, trước đến giờ đều là tiền hô hậu ủng, được người ta tôn trọng. Từ lúc nào lại bị người khác điên cuồng đánh một trận, còn phải giúp đỡ điều khiển linh thú cơ chứ? Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Vị tiểu huynh đệ này, vừa rồi những người to con kia là tôi tớ của ngươi hay sao? Mặc dù tức giận, thế nhưng hắn lại không quá mức lỗ mãng, Tần Trung cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Những tên to con kia có thể là cường giả vượt qua hóa phàm bát trọng, vạn nhất là người hầu của hắn. Một khi đắc tội với hắn cũng được không bù mất. Không, là một người bạn, vừa vặn đưa ta ra ngoài mà thôi. Trương Huyền thản nhiên nói. Bằng hữu. Tần Trung nhướng mày. Vậy không biết vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào, lại có thân phận gì? Lần này câu hỏi của hắn có chút trực tiếp. Tiểu nhân vật không có danh khí gì, đương nhiên không có cách nào so sánh được với thiếu đường chủ thú đường. Chương 1224, người biết bài ư. 2. Trương Huyền tiếp tục nói. Không có tên tuổi. Tần Trung cười lạnh. Cũng đúng, tài tuấn tuổi trẻ nổi danh trong Huyễn Vũ đế quốc này, hầu như hắn đều nhận biết toàn bộ. Thế nhưng lại chưa bao giờ thấy qua vị này, cũng chưa từng nghe qua, có lẽ không phải là đại nhân vật gì cả. Chỉ là, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Không biết ngươi, có học qua chức nghiệp danh sư hay không? Hắn lại tiếp tục hỏi. À, từ lúc bắt đầu học tập đến bây giờ còn chưa tới nửa năm. Trương Huyền ngượng ngùng vò đầu. Lời này của hắn là thật, từ lúc bắt đầu khảo hạch danh sư cho đến bây giờ, ngay cả nửa năm cũng chưa tới. Nửa năm, chức nghiệp danh sư bác đại tinh thâm, nửa năm quả thực không học được cái gì. Chỉ có điều, cũng không cần tự ti. Vốn cho rằng đối phương cũng là một vị danh sư, thế nhưng khi nghe được đối phương mới chỉ học được nửa năm, trong lòng Tần Trung tràn ngập khinh thị. Bất kỳ một chức nghiệp đặc thù nào cũng có hệ thống và tri thức hoàn chỉnh, cần phải phí rất nhiều thời gian và kinh nghiệm để nghiên cứu. Nhất là loại đệ nhất chức nghiệp trong thiên hạ như danh sư, nửa năm. Chỉ sợ ngay cả học đồ cũng thi không đậu a. Không phải là danh sư thì rất đơn giản. Ta thấy tiểu huynh đệ khí khái hào hùng bừng bừng, học danh sư muộn như vậy, không phải đã học nghề nghiệp khác rồi đó chứ. Ngươi có học qua luyện đan hay không? Tần Trung tiếp tục hỏi. Học mấy ngày? Trương Huyền tiếp tục nói. Chỉ học mấy ngày, vậy thì thật là đáng tiếc. Sau khi học tập luyện đan có thể khiến cho người ta tinh thần càng thêm tập trung, tu luyện càng thêm mau chóng. Chỉ học được mấy ngày, chỉ sợ còn không thể bồi dưỡng ra loại phẩm chất này, đã mất đi thói quen nghiêm túc rất tốt. Cảm khái một câu, Tần Trung tiếp tục hỏi. Vậy ngươi, có học qua thuần thú hay không? Cũng chỉ tiếp xúc qua một điểm. Trương Huyền nói. Thuần thú có thể khiến cho người ta càng thân cận với tự nhiên, chỉ học một điểm nhất định là không được, như vậy ngươi đã mất đi cơ hội tiếp xúc với tự nhiên. Tần Trung tiếp tục lắc đầu. Ngươi có học qua y đạo, luyện khí, trận pháp hay không? Rất nhanh hắn đã hỏi một lần về mấy chức nghiệp đặc thù bài danh top đầu. Thế nhưng lại không nghe thấy đối phương có học qua, hắn cảm khái một câu, dù sao cũng chính là đủ loại đả kích, cuối cùng hắn cũng biết, đối phương hầu như chức nghiệp gì cũng học qua một chút, nhưng không nhiều. Cho nên làm cho lòng tin hắn lập tức tăng lên nhiều. Cường giả lợi hại chân chính có địa vị, chỉ ít sẽ học tập mấy loại chức nghiệp, cũng rất có kiên trì. Mà tên này, học cái gì cũng chỉ có mấy ngày, vừa nhìn đã biết là người không có kiên nhẫn, chẳng làm nên trò trống gì. Đã như vậy, còn có gì mà lo lắng cơ chứ? Ha ha, mấy vị đứng ngay ngắn, ta muốn tăng tốc. Khẽ cười một tiếng, Tần Trung thở phào một tiếng, hai cánh thanh diệp long rực thú dưới thân mọi người chấn động mạnh một cái, lập tức lao nhanh ở trên không trung. Xoạt! Đột nhiên tăng tốc, lại thêm bên trên lưng thú xuất hiện rung động, đám người Trương Huyền chỉ cảm thấy lâng lâng, sắp từ bên trên không trung ngã xuống. Thuần thú sư ở bên trên lưng thú, muốn đối phó với hành khách thực sự quá đơn giản. Ngươi! Biết dụng ý của đối phương, Ngọc Phi Nhi tức giận tới mức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, suýt chút nữa đã nổ tung. Đang muốn trách mắng thì đã cảm thấy phía sau có một luồng chân khí vọt tới, một lần nữa ổn định lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Huyền đã đưa tay ổn định thân thể của nàng, làm cho nàng đứng vững hơn.
Long dực thú chợt lao nhanh chợt cao chợt thấp, dường như đối với người thanh niên này cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Ừm, vốn cho rằng mình chỉ cần thi triển chút thủ đoạn là sẽ làm cho tiểu gia hỏa này bị dọa đến kêu cha gọi mẹ, hô to cầu xin tha thứ. Thế nhưng không nghĩ tới vẻ mặt đối phương rất là bình tĩnh, không có e ngại một chút nào. Vẻ mặt Tần Trung lần nữa trở nên khó coi. Đối phương ngay cả sợ hãi cũng không sợ, như vậy nửa ngày qua chẳng phải hắn toi công bận rộn hay sao? Đang định khống chế long dực thú dưới chân bổ nhào hai cái thì đã nghe thấy thanh âm nhàn nhạt của người thanh niên cách đó không xa vang lên. Đúng rồi, vừa rồi Tần huynh lão hỏi ta cũng không cảm thấy ngại nên muốn hỏi ngươi, xin hỏi. Ngươi có biết bay không? Bay. Không nghĩ tới đối phương lại hỏi như vậy, Tần Trung sững sờ. Bay, là năng lực mà cường giả thánh vực mới có, làm sao ta lại có cơ chứ? Thanh âm vừa dứt thì đã nghe thấy thanh niên kia dùng vẻ mặt và giọng áy náy nói một câu. À, vậy thì ngại quá, thật không tiện, ta lại biết. Ngươi biết? Tần Trung nghi hoặc, đang không biết đối phương nói lời này là có ý gì thì đã nghe một tiếng giống như sấm sét vang lên. Hống. Siêu. Thanh âm mới vừa kết thúc thì hắn đã cảm thấy long dực thú ở dưới thân đột nhiên cứng đờ, trực tiếp trở thành vật rơi tự do, rơi thẳng xuống phía dưới. A hát. Rít lên một tiếng, Tần Trung hồn phi phách tán, suýt chút nữa đã ngất đi. Linh thú dưới thân đã mất đi năng lực phi hành, hắn lại không biết bay, tương đương với trực tiếp từ trên không trung rơi xuống. Từ trên không trung hơn ngàn mét rơi xuống, không chết cũng gần như vậy a hát. Đang thét lên thì đã lần nữa nghe thấy thanh âm nhàn nhạt của người thanh niên kia vang lên trong lỗ tai. Ta cái gì cũng không biết, chỉ có điều, người không biết bay, có vẻ như. Tương đương đã mất đi tính mạng a. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy thanh niên vừa rồi đang dùng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn qua, thân thể lơ lửng giữa không trung, hai nữ nhân khác ở dưới chân khí của hắn bảo hộ cũng bình tĩnh đứng ở hai bên, chậm rãi hạ trượt xuống phía dưới. Biết bay. Hắn nằm mơ cũng nghĩ không ra tiểu gia hỏa thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi, chức nghiệp gì cũng chỉ học được một, hai ngày mà lại có thể phi hành ở trên trời. Chuyện này là sao đây? Nếu sớm biết bay, hắn nằm mơ cũng không dám trang bức a hát. Tần Trung khóc. Chương 1225, gặp lại Hàn Đường Chủ 1. Ngươi, biết bay. Nhìn một người một thú nhanh chóng rơi xuống phía dưới, tạo ra một đám mây hình nấm, không rõ sống chết, Ngọc Phi Nhi trợn mắt. Ánh mắt nhìn về phía thanh niên trước mắt giống như là gặp quỷ vậy. Biết bay không phải là độc quyền của cường giả thánh vực mới có hay sao? Ngươi mới chỉ là hợp linh cảnh, làm sao làm được cơ chứ? Thất thất, trước đó ngươi đã biết rồi sao? Nhớ tới vừa rồi Lạc Thất Thất không có vẻ gì là sợ, lúc này Ngọc Phi Nhi mới kịp phản ứng cho nên mới không nhịn được hỏi. Lúc trước ở trong địa cung kia, Trương Sư vì cứu ta cho nên đã từng dùng qua chiêu này. Lạc Thất Thất nói một câu, cũng không nhịn được nhìn lại, trong lòng tràn ngập kỳ quái. Lão sư, làm sao người lại biết bay vậy? Vấn đề này nàng đã muốn hỏi từ lâu, chỉ là một mực không có cơ hội mà thôi. Không đến thánh vực đã có thể bay được, một khi tin tức này truyền đi, tuyệt đối có thể để cho vô số người vì đó xô trào, mang đến tai họa vô cùng vô tận. À, là một loại pháp bảo mà lão sư cho ta, kỳ thật không phải là bay, chỉ là lướt đi trong thời gian ngắn mà thôi. Hơn nữa cũng có chỗ thiếu sót, đối với chân khí tiêu hao cực lớn, ta cũng không kiên trì được bao lâu. Trương Huyền biết dù có giải thích cũng không thông cho nên để mặc cho, Dương Huyền, giải quyết, hắn tiếp tục nói. Pháp bảo, Dương Sư quả nhiên lợi hại. Nghe được lại là thủ đoạn của Dương Sư, vẻ mặt hai người lập tức trở nên hâm mộ. Có lão sư lợi hại như vậy, hơn nữa còn nguyện ý cho học sinh nhiều bảo vật như vậy, vị Dương Sư này thật đúng là quan tâm đối với hắn. Thứ này rất là thưa thớt, mong rằng hai vị không nên truyền ra ngoài, tránh cho phiền phức. Thấy đẩy lên trên đầu, lão sư quả nhiên hai người không hỏi thêm nữa, Trương Huyền cười cười. Yên tâm đi. Lạc Thất Thất và Ngọc Phi Nhi đồng thời gật đầu. Đã là chuyện liên quan tới loại danh sư cấp bậc kia như Dương Sư, coi như bảo các nàng nói thì các nàng cũng không dám. Lại nói, một khi nói ra, nhất định Trương Sư sẽ có phiền phức, các nàng cũng sẽ không làm như thế. Trong lúc ba người nói chuyện với nhau, thân thể đã chậm rãi từ không trung hạ xuống. Trương Huyền phun ra một ngụm chọc khí. Dùng tu vi hiện tại của hắn, nếu bản thân một mình phi hành, dù là nửa canh giờ cũng sẽ không có trở ngại gì cả. Thế nhưng nếu dùng chân khí để mang theo hai người cùng nhau phi hành, như vậy cũng có chút cố hết sức.
may mắn chỉ là hạ xuống, không phải tiến lên, nếu không, khẳng định không kiên trì được bao lâu, liền sẽ cùng vừa rồi Tần Trung đồng dạng, một đầu trở đi xuống. Tên kia, sẽ không ngã chết đó chứ? Lạc Thất Thất không nhịn được nói. Ở trong cái hố to cách đó không xa, một người một thú đang nằm ở bên trong, thú coi như còn tỉnh táo, người bởi vì lúc trước đã phải chịu tổn thương cho nên sau khi ngã xuống như vậy, tổn thương mới lại thêm bệnh cũ cho nên cũng không chịu nổi nữa mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Vị Tần Trung này là cường giả kiều thiên cảnh, chỉ có hơn 1000 mét mà thôi, muốn ngã chết nào có dễ dàng như vậy. Trương Huyền lắc đầu. Lúc trước đám người phùng sư vây quanh bọn hắn, lại từ trên không trung hơn 1000 mét rơi xuống mà cũng không có ngã chết, coi như trước đó tên này bị khôi lỗi đánh cho trọng thương. Thế nhưng thân là thiếu đường chủ, trên người toàn là pháp bảo, làm sao có thể có chuyện xảy ra cơ chứ? Nhiều nhất cũng chỉ trọng thương mà thôi, muốn chết nào có dễ dàng như vậy. Hắn đã ngất đi, ngươi còn tỉnh táo, còn không mau mang bọn ta đi thú đường. Giải thích một câu, Trương Huyền nhìn về phía Thanh Diệp Long Dực thú đang nằm ở cách đó không xa. Lúc này đầu đại gia hỏa này cũng bị thương, chỉ có điều, cũng không hôn mê, con mắt liếc nhìn về phía hắn, thân thể run lẩy bẩy. Giống. Nghe thấy hắn nói như thế, mặc dù rất là e ngại. Thế nhưng nó vẫn giãy giụa đứng dậy, đi tới gần. Nó nắm giữ huyết mạch long tộc, tự nhiên có e ngại đối với long ngữ của Trương Huyền, hiện tại Trương Huyền lại lên tiếng, tự nhiên nó phải ngoan ngoãn làm việc. Siêu siêu siêu. Ba người nhảy lên lưng thú, cũng không để ý tới Tần Trung vẫn còn đang hôn mê nằm trong hố mà bay thẳng về phương hướng thú đường. Loại gia hỏa không biết trời cao đất rộng này giáo huấn một lần là được, chắc hẳn qua chuyện lần này cũng đã đủ làm cho hắn nhớ rõ cả đời. Không dám tiếp tục nói nhảm nữa. Trước đó đã phi hành được một khoảng cách không ngắn, lúc này Thanh Diệp Long Dực thú lại dùng hết toàn lực, không lâu sau đã đến thú đường. Thú đường Huyễn Vũ Đế Quốc rõ ràng so những nơi mà trước đó hắn gặp còn càng thêm hùng vĩ, vô số linh thú phi hành ở trên trời, tiếng kêu vang lên khắp nơi, còn chưa tới đến gần thì đã khiến cho người ta có một loại cảm giác thành trấn phồn hoa. Lúc cách thú đường còn mấy trăm mét, Trương Huyền và hai người Lạc Thất Thất đã từ bên trên lưng thú đi xuống phía dưới. Đây là thú sủng mà thiếu đường chủ của đối phương thuần phục, nếu như nhóm người bọn hắn cưỡi thú sủng của đối phương đi thẳng vào, nhất định sẽ gây ra không ít phiền phức. Mà giải thích sẽ càng lãng phí miệng lưỡi, cho nên nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Không bằng trực tiếp cưỡi đầu linh thú này đi tới Hồng Viễn Danh Sư Học Viện thì còn đơn giản hơn nhiều. Hồng Viễn Đế Quốc cách nơi này hơn trăm vạn cây số. Mặc dù đầu Thanh Diệp Long Dực thú này là hợp linh cảnh. Thế nhưng muốn bay qua, không có nửa tháng thì cũng không làm được. Nếu lâu như vậy, món ăn cũng đã nguội lạnh. Cách thời điểm khai giảng còn gần một tháng nữa, nhất định thú đường của Huyễn Vũ Đế Quốc còn có linh thú cấp bậc cao hơn. Đi vào đại sảnh thú đường, ba người nhất thời bị đám người chen chúc dọa cho sợ hãi. Diện tích lãnh thổ Huyễn Vũ Đế Quốc bao la, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người đến đây mượn linh thú của thú đường. Có mười mấy hàng người, mỗi một hàng đều có trăm người, có một ít người thậm chí đã xếp hàng từ nhiều ngày trước, thậm chí cũng có người đã xếp hàng từ một, hai tháng trước rồi. Linh thú, man thú của thú đường có hạn, mỗi ngày chỉ có thể phái ra một bộ phận. Bởi vậy, coi như người xếp hàng nhiều hơn nữa thì cũng không có khả năng được như nguyện toàn bộ. Nhìn dòng người chen chúc trước mắt, Lạc Thất Thất cười khổ nói. Thuần thú sư của thú đường có hạn, linh thú có hạn. Đương nhiên cũng không có khả năng để cho tất cả mọi người đều cưỡi linh thú được. Mỗi ngày đều phải xếp hàng thu danh ngạch, không có danh ngạch thì cũng chỉ có thể chờ tới ngày thứ hai, ngày thứ ba thậm chí còn càng lâu hơn. Đúng vậy à, thú đường của Hồng Viễn Đế Quốc, có một ít người còn xếp hàng một, hai tháng mà không có được danh ngạch. Coi như Huyễn Vũ Đế Quốc coi hơi ít người hơn chút, nếu như muốn sắp xếp, không có 8 ngày 10 ngày thì chỉ sợ cũng không làm được. Ngọc Phi Nhi gật đầu. Mỗi một đế quốc đều có vô số chức nghiệp giả, vô số cường giả, thú đường lại không có bao nhiêu người. Chuyện cưỡi linh thú đi chỗ xa vẫn luôn là vấn đề rất lớn, khiến cho người ta đau đầu, khó mà giải quyết. Nếu là Diệp Tiền ở đây thì tốt, hắn quen thuộc với người ở nơi này, muốn mượn linh thú cũng tương đối dễ dàng, có lẽ không cần phải xếp hàng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1225.